cho đến khi tận mắt chứng kiến toàn bộ ký ức của cha. Người phụ nữ vẫn không chịu tin, thì ra người cha mà cô coi như ác quỷ, đã hy sinh tất cả vì cô, kể cả mạng sống. Chỉ vì từ khi cô hiểu chuyện, ông không chỉ là một kẻ bạo hành gia đình, mà còn là hung thủ giết chết mẹ cô đã phải chịu đựng đắng cay suốt 18 năm, tốn hàng trăm tỷ để nghiên cứu ra công nghệ cao đọc được ký ức não người, chỉ để vạch trần bộ mặt thật của ông trước công chúng. Buổi phát trực tiếp trích xuất ký ức nhanh chóng bắt đầu. Khán giả tại hiện trường chật kín. Trước tiên cô kể về tuổi thơ đen tối của mình, khán giả tại hiện trường nghe mà rơi nước mắt. Trong tiếng chỉ trích của cư dân mạng, buổi phát trực tiếp trích xuất ký ức nhanh chóng bắt đầu. Trong hình ảnh, mẹ của cô gái bị tát một cái. Vừa khéo bị cô bé vừa về nhà nhìn thấy, hiện trường lập tức vang lên một tràng mắng chửi, nói rằng người đàn ông không phải là một người cha tốt. Ở độ tuổi còn quá nhỏ, mà phải tận mắt thấy cha bạo hành mẹ, điều này gây tổn thương sâu sắc đến một cô bé như thế nào. Nhưng họ không biết rằng, lúc này, người đàn ông đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Người bạn thân đã quen biết anh 18 năm là Tiểu Hạ. Thực sự không đành lòng nhìn bạn mình bị chính con gái ruột đối xử như vậy. Bất chấp sự phản đối của ông vẫn muốn vạch trần sự thật. Lúc này, hình ảnh lại quay trở lại ký ức của người đàn ông. Điều khiến mọi người không ngờ tới là, sự thật lại là mẹ của cô đã nghiện cờ bạc và thua sạch gia sản. Người đàn ông không thể chịu đựng được nữa nên mới đệ đơn ly hôn. Nếu không có công nghệ trích xuất ký ức, có lẽ sự thật sẽ mãi mãi không ai biết. Tuy nhiên, cô gái vẫn không tin, tiếp tục kể lại chuyện sau khi cha mẹ cô ly hôn. Vào lúc cô cần tình yêu thương của mẹ nhất, cha lại nhẫn tâm đuổi người mẹ đến thăm cô đi. Nhìn vào hình ảnh trong video, khán giả tại hiện trường lại bắt đầu thay đổi thái độ. Nói rằng lúc nãy mình đã hấp tấp, vậy mà lại vội tin ông là người tốt. Sau đó, họ tiếp tục xem ký ức của ông. Trong hình ảnh, cô bé đang bị bạn học bắt nạt. Đúng lúc đó, mẹ cô đột nhiên xuất hiện và dọa đám bạn sau đó bỏ chạy. Cô ta nói với con gái rằng mình rất nhớ cô bé. Hôm nay đến đón cô bé tan học, sau đó dìu cô bé đến một siêu thị để mua đồ ăn. Không ngờ lúc này người cha đột nhiên chạy đến, không nói hai lời, trực tiếp đuổi cô ta đi. Bất kể cô ta cầu xin thế nào cũng vô dụng, còn đe dọa nếu không đi sẽ giết chết cô ta. Đúng lúc mọi người đều cho rằng ông quá vô tình, ký ức của ông lại bắt đầu đảo ngược. Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cô. Hương Viên Tu, tôi là mẹ của con bé, tôi muốn đến thăm con thì đến. Anh có tư cách gì mà cản tôi, đừng tưởng những chuyện cô làm không ai biết. Cô đã sớm thông đồng với những kẻ lừa đảo đó. Hôm nay đến đây là để đưa Nam Y đi, bán con bé cho những gia đình giàu có để trả nợ cho cô. Cô tưởng tôi không biết sao? Anh, làm sao anh biết được? Lúc này, mọi người đều không dám tin, trên đời này lại có người mẹ độc ác như vậy, thật sự muốn bán con gái ruột của mình để trả nợ. Nhưng cô gái vẫn không chịu tin, thế giới quan của cô bắt đầu sụp đổ, nghi ngờ liệu có phải việc trích xuất ký ức đã xảy ra sai sót. Nhưng các chuyên gia khẳng định rằng việc trích xuất ký ức chính xác 100%. Nhưng cô gái vẫn luôn tin chắc rằng cha cô mới là ác quỷ thực sự. Bởi vì khi lên 5 tuổi, cô đã tận mắt chứng kiến mẹ mình bị cha giết hại. Điều này lập tức gây ra một làn sóng lớn. Họ hỏi đi hỏi lại cô, xem đây có phải là sự thật không? Phải biết rằng điều này liên quan đến hai mạng người. Cô cho biết cô rất chắc chắn. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể quên được cảnh tượng mẹ mình nằm trong vũng máu. Hóa ra hôm đó cô đi mua rượu cho cha. Khi trở về, cô phát hiện cha mình đang ôm mẹ. Khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt. Mẹ tôi muốn đem tôi đi bán để trả nợ, tôi không trách bà ấy. Đó cũng là do bất đắc dĩ. Có lẽ như vậy tôi còn có thể thoát khỏi cha tôi, đến một gia đình bình thường, bắt đầu cuộc sống mới. Mặc dù mẹ tôi có sai, nhưng chẳng lẽ bà lại đáng chết sao? Dù sao bà ấy cũng là mẹ của Tống Nam Y tôi. Khán giả dưới khán đài cũng rất đồng cảm, cũng bắt đầu cho rằng người cha là ác quỷ, đồng loạt yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc ông ngay lập tức. Trong khi đó, bên Sở Trị An cũng đang xem buổi phát trực tiếp. Ngay lập tức cử người đi bắt người cha, nhưng để đảm bảo không oan uổng cho người tốt, đồng loạt quyết định tiếp tục đọc ký ức của ông. Rất nhanh, hình ảnh quay trở lại 18 năm trước. Lúc đó, người đàn ông say khướt, giáo viên ở trường tìm đến tận nhà, nói rằng con gái ông đã giành được giải nhất cuộc thi hát. Và còn nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ. Sau khi giáo viên đi, cô bé hỏi có thể mua một đôi giày mới không? Kết quả ông giật lấy tiền, đẩy cô bé ra, ném cúp cho cô bé, nói thế này là đủ rồi. Xong rồi bắt cô bé đi mua rượu cho mình. Không ngờ lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến. Người đàn ông nghe xong vô cùng tức giận, cầm lấy cái búa ở góc tường, vẻ mặt hung dữ. Khán giả tại hiện trường vô cùng kinh ngạc, đồng loạt khẳng định tiếp theo chắc chắn là cảnh giết người. Rất nhiều người chạy đến phòng bệnh của ông, kéo ông ra khỏi xe lăn, đánh đập liên hồi một lúc lâu. Dừng tay. Nói lời cay độc, hàm oan chịu nhục, các người căn bản không biết sự thật đằng sau. Sự thật, bộ phận an ninh mấy người làm ăn kiểu gì vậy, còn không mau đuổi những kẻ gây rối này ra ngoài cho tôi.
người ngoài không được phép làm loạn trật tự hội trường, mời cô rời khỏi đây. Làm loạn trật tự? Tôi đến đây hôm nay chỉ muốn đòi một thứ cho anh Khương mà thôi. Đòi lại cái gì? Công lý. Công lý? Một kẻ giết người thì có thể có công lý gì? Loại bại hoại này đáng bị xử bắn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Dừng tay. Chị quen biết bố tôi? Đúng vậy. Tôi và bố cô quen biết nhau 18 năm. Đau lòng 18 năm. Những gì anh ấy đã trải qua, sự vĩ đại của anh ấy, mọi người chưa bao giờ thực sự hiểu. Hôm nay, tôi sẽ thay anh ấy đòi lại công lý. Chuyện riêng của tôi và bố tôi, chưa đến lượt một người ngoài như chị xen vào. Chị luôn miệng nói muốn thay ông ấy đòi lại công lý. Vậy thì tôi muốn hỏi chị. Một kẻ bỏ vợ bỏ con, hai tay nhuốm đầy máu. Muốn đòi công lý từ đâu ra? Chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên người ta làm điều thiện. Đúng vậy, cô chưa từng trải qua nỗi đau mà Nam Y đã trải qua. Ông có tư cách gì để phán xét? Không, mọi người đã nhầm. Anh ấy không phải là tội phạm, chưa bao giờ là tội phạm. Thật nực cười, 18 năm trước, Nam Y đã tận mắt chứng kiến. Chính ông ta đã hại chết mẹ ruột của cô ấy. Hành vi như vậy không phải là tội phạm thì là gì? Còn gì để biện hộ nữa? Ông ta chính là một con ác quỷ. Đúng, chết không đáng tiếc. Tôi không biết bố tôi đã cho chị uống bùa mê thuốc lú gì, mà khiến chị không tiếc mọi giá để nói đỡ cho ông ta như bây giờ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô một mực khẳng định ông ấy không giết mẹ của cô Tống. Vậy thì tôi muốn hỏi, cô có bằng chứng không? Bằng chứng? Đúng, bằng chứng, chị không có, nhưng tôi có. Mọi hành vi mà ông ta đã làm trong suốt cuộc đời đều có thể làm bằng chứng phạm tội. Thậm chí chỉ cần một câu nói của tôi là có thể trích xuất ra được hình ảnh ký ức về việc ông ta đã sát hại mẹ tôi năm xưa. Công bố tất cả tội ác của ông ta trước công chúng. Không được, Tống Nam Y, cô không được trích xuất đoạn ký ức này. Tại sao? Không có lý do gì cả, tóm lại là không được. Xin mọi người hãy tin tôi, anh Khương tuyệt đối không phải là tội phạm, hoàn toàn không giống như những gì mọi người tưởng tượng. Tin cô. Cô tưởng mình là ai chứ? Chỉ là một người bình thường không rõ lai lịch. Chúng tôi dựa vào đâu mà tin lời cô nói? Chỉ dựa vào việc tôi tên là Tần Kim Gia. Cái gì? Cô là Tần Kim Gia? Cô chính là thiên thần của giới tài chính, người sáng lập ra tập đoàn tài chính số 1 thế giới, Tần Kim Gia sao? Chỉ dựa vào việc tôi là Tần Kim Gia, như vậy đã đủ để mọi người tin phục chưa? Một lời nói dối trắng trợn, Tần Kim Gia là người giàu nhất Nam Tỉnh, bí ẩn khó lường, quyền lực ngút trời. Nào phải là người mà cô có thể tùy tiện mạo danh. Đừng quan tâm đến cô ta, lập tức trích xuất hình ảnh ký ức. Đừng. Tống Nam Y, cô sẽ hối hận. Tôi hối hận, tôi thực sự hối hận. Tôi hối hận vì năm đó tôi còn quá nhỏ, không có khả năng báo thù cho mẹ tôi. Nhưng hôm nay, tôi sẽ đích thân đưa ông ta vào tù, để ông ta phải sống trong sự hối hận vô tận trong suốt quãng đời còn lại. Hiện trường vụ án sắp đến rồi. Rốt cuộc ông ta đã giết Tống Thiền như thế nào? Khương Nguyên Tu, rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Anh có biết là, á? Tống Thiền. Tống Thiền, Tống Thiền. Tống Thiền, tỉnh lại đi Tống Thiền. Bố ơi, rượu của bố. Mẹ, mẹ ơi. Y. Quả nhiên là do ông ta làm. Bằng chứng xác thực chính là ông ta. Ông Phùng, tôi có một thắc mắc. Trước khi bố của cô Tống ra tay, đoạn ký ức ở giữa đã biến mất. Là do vấn đề của hình ảnh hay là do... Ông Phùng, tôi có một thắc mắc. Trước khi bố của cô Tống ra tay, đoạn ký ức ở giữa đã biến mất. Là do vấn đề của hình ảnh hay là do... Rất đơn giản, đoạn ở giữa đó chắc chắn là toàn bộ quá trình ông ta giết mẹ của Tống Tổng. Mà trong quá trình này, quá bạo lực và đẫm máu. Có ảnh hưởng xấu. Vì vậy, sau khi nhân viên hậu trường của chúng tôi xử lý, đã cố ý né tránh. Thì ra là vậy, không, không phải như vậy. Tôi cầu xin mọi người, anh Khương thực sự không phải là tội phạm. Anh ấy không hại ai cả, tôi phải nói thế nào thì mọi người mới tin chứ?
vẫn còn cứng đầu. Người phụ nữ này chắc chắn là tình nhân của Khương Nguyên Tu. Nếu không thì sao có thể tìm mọi cách hãm hại mẹ ruột của Nam Y? Thật độc ác. Cô ta cũng giống cái tên họ Khương kia, chẳng phải thứ tốt lành gì. Đúng vậy, hóa ra là tình nhân. Bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt, chị còn muốn tiếp tục biện hộ cho kẻ sát nhân đó sao? Tôi đã nói rồi, anh ấy không phải. Tại sao chị lại chắc chắn rằng ông ấy không phải? 18 năm trước, tôi đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, tất nhiên tôi biết. Cái gì, chị có mặt ở hiện trường vụ án? Cái gì? Chẳng lẽ đoạn ký ức vừa trích xuất này lại có sai sót? Điều này không thể nào. Nếu năm đó cô đã ở hiện trường, vậy cô nói đi, Tống Thiểm chết như thế nào? Nói nhanh lên, cô nói nhanh lên đi. Có phải là câm rồi không? Nói nhanh lên, nói đi. Anh Khương, hôm đó thực ra em đã nhìn thấy hết rồi. Nhìn thấy cái gì? Người phụ nữ tên Tống Thiểm đó, thực ra là bị con gái của anh vô tình hại chết, đúng không? Tôi hận bố tôi đến tận xương tủy, gia đình tôi, mọi thứ của tôi đều bị ông ta hủy hoại. Tôi đã từng thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Bây giờ chị muốn thay ông ta rửa sạch tội danh. Được thôi, tôi sẽ cho chị cơ hội này. Nói đi, rốt cuộc chị đã nhìn thấy gì? Tôi. Người phụ nữ tên Tống Thiểm đó, thực ra là bị con gái của anh vô tình hại chết, đúng không? Chuyện này chôn chặt trong lòng cho tôi. Cả đời này, mãi mãi không bao giờ được nhắc lại nữa. Em biết rồi. Hứa với tôi đi. Được, em hứa với anh. Tôi không biết. Đùa giỡn với chúng tôi à? Nói gì mà năm đó cô ở hiện trường vụ án? Tôi thấy cô ta chỉ đang nói dối thôi. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Tôi khinh. Cái gì? Tôi sẽ đến ngay. Ê, cô ta đi rồi. Hừ, chột dạ rồi chứ gì. Loại người này mà cũng có mặt mũi mạo danh Tần Kim gia. Thay vì tin một người phụ nữ chẳng liên quan gì, tôi thà tin đoạn ký ức vừa trích xuất này. Đúng vậy, sự thật đã bày ra trước mắt, còn gì để nói nữa. Anh Tăng, đối với loại tội phạm này, phải áp dụng biện pháp nghiêm khắc nhất. Tiến hành bắt giữ ngay, tôi muốn đích thân thẩm vấn Khương Nguyên Tu. Vâng. Mau cầm máu cho anh ấy đi. Anh ấy thế nào rồi? Tình trạng bệnh nhân đang xấu đi, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Cái gì? Tôi đi gọi bác sĩ. Bác sĩ, anh Khương, thẩm tuần của bộ binh, theo lệnh cấp trên. Đặc biệt đến đây thẩm vấn tội phạm Khương Nguyên Tu. Chào chị Tần. Cậu biết tôi? Vâng, trước đây, trong một buổi họp báo quốc tế quan trọng ở nước ngoài, có vinh hạnh được gặp chị một lần. Chỉ là chị Tần, chị có địa vị cao quý, tại sao lại xuất hiện ở nơi nhỏ bé này? Sao nào, tôi làm gì lẽ nào còn phải báo cáo với cậu sao? Không dám, nhưng mà chị Tần, tôi đang nhận lệnh của cấp trên, đến đây bắt tội phạm. Mời chị Tần tránh đường, nếu tôi nói không thì sao? Nếu vậy thì đừng trách chúng tôi dùng biện pháp cưỡng chế. Cậu dám? Qua đoạn ký ức vừa rồi, cơ bản có thể khẳng định hung thủ chính là Khương Nguyên Tu. Xin cô Tống hãy nén bi thương, đối với những gì cô đã trải qua, chúng tôi đều rất thông cảm. Tôi không cần thông cảm, những năm qua, mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu tôi đều hiện lên hình ảnh mẹ tôi ngã xuống. Không thể nào quên được. Thực ra trước khi lầm đường lạc lối, mẹ tôi từng là một người mẹ rất tốt. Bà dạy tôi hát, dạy tôi chơi đàn. Bà rất dịu dàng, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Nhưng tất cả đã chấm dứt vào năm tôi 5 tuổi. Tất cả đều là vì ông ta. Tôi hận ông ta đến tận xương tủy. Tất cả những nỗ lực của tôi đều là vì ngày hôm nay. Có thể đích thân tống ông ta vào tù. Nam Y, chúng tôi đều ủng hộ cô. Bắt ông ta lại. Ông Phùng, có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ông. Chuyện gì? Khoảng đen vừa xuất hiện trong đoạn hồi ức khi nãy. Không phải chúng tôi cố tình né tránh, mà là đoạn hồi ức này vốn không đầy đủ. Ý cậu là sao? Tức là, chúng ta không có bằng chứng hình ảnh về việc Khương Nguyên Tu sát hại mẹ của Tống Tổng.
Chị Tần, tôi rất kính trọng chị. Nhưng chuyện này rất quan trọng, xin chị đừng cản trở công vụ. Mọi người chắc chắn rằng anh ấy có tội đến vậy sao? Tôi đã nhận được băng ghi hình bằng chứng từ cấp trên. Chắc chắn không sai, chắc chắn là vậy. Đội trưởng. Giải tán. Chuyện gì đây? Nói như vậy thì căn bản là không có bằng chứng trực tiếp có thể kết tội. Sao cậu không nói sớm? Ông cũng biết mà. Khi chúng tôi thử nghiệm trước đó, chưa bao giờ xảy ra trường hợp đặc biệt như thế này. Ý anh là đoạn hồi ức trích xuất này có vấn đề? Đúng vậy, Tống Tổng. Chúng tôi đã lấy mẫu, tức là bản thân Khương Nguyên Tu. Có vẻ như ông ta đã gặp phải một số kích thích lớn trong trải nghiệm này, dẫn đến não bị tổn thương, trí nhớ không đầy đủ. Có vẻ như ông ta đang cố tình che giấu điều gì đó. Che giấu? Cũng dễ hiểu thôi. Chắc chắn là Khương Nguyên Tu khi sát hại Tống Thiền, trong lòng đã có một số ảnh hưởng nhất định. Tội phạm thường như vậy. Khi lần đầu tiên ra tay, trong lòng chắc chắn vẫn phải có chút gợn sóng. Vậy thì khi nào đoạn hồi ức đầy đủ này mới có thể xuất hiện? Chúng tôi đang cố gắng giải mã. Giải mã với tốc độ nhanh nhất. Tôi muốn thấy bằng chứng phạm tội đầy đủ trong vòng nửa giờ. Vâng, Tống Tổng. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ báo thù và minh oan cho mẹ. Đích thân đưa ông ta lên đoạn đầu đài. Đều là lỗi của mày, chúng ta đi. Mẹ, mẹ đừng bỏ con. Mẹ. Đều là lỗi của bố trả mẹ lại cho con đi. Con hận bố, con hận bố. Bầu trời đen tối u ám. Những vì sao sáng lấp lánh theo sau. Đom đóm bay, đom đóm bay. Bạn đang nhớ ai vậy? Đom đóm bay. Hoa Linh ngủ. Mau ngủ đi. Ôi, đứa trẻ này thật đáng thương. Đúng vậy, có vẻ như từ năm đó, năng khiếu âm nhạc của nữ thần đã bộc lộ hoàn toàn. Bài hát này chính là do mẹ tôi dạy tôi hát. Bà ấy có thể dạy tôi nhiều hơn nữa, nhưng mà, mẹ của Nam Y tốt như vậy, so ra thì tên họ Khương kia đã làm gì cho Nam Y? Chẳng làm gì cả, Nam Y, tôi nhớ bài Đồng Dao Lan truyền khắp cả nước này là do cô bắt đầu lưu truyền từ năm 7 tuổi. Lẽ nào trong 2 năm này không có người của công ty quản lý nào tìm cô sao? Đúng vậy, sao lại thế này, Tống Tổng, 2 năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thực ra trong 2 năm này, công ty quản lý có tìm tới tôi. Hơn nữa, chắc mọi người đều biết người này. Hùng Tổng, Hùng Vạn của Tinh Quang thời đại, ông trùm truyền thông. Không ngờ mười mấy năm trước, ông ấy đã tiếp xúc với Tống Thiên Hậu. Đúng vậy, năm đó quả thực tôi là người đầu tiên đến. Chỉ tiếc là lỗi tại tôi, không cứu được Tống Thiên Hậu ra khỏi vực sâu. Hùng Tổng, tất cả những điều này không phải lỗi của ông. Tất cả mọi chuyện đều là vì ông ta. Ông ta không chỉ sát hại mẹ tôi, mà trên toàn bộ con đường âm nhạc của tôi, tất cả ước mơ, tất cả hy vọng của tôi đều bị người đàn ông này tàn nhẫn phá hủy. Thưa các vị, thông qua các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện có của chúng tôi, đã có được bằng chứng về tội ác tài trời của bố tôi, Khương Nguyên Tu. Mảnh ký ức của Hùng Tổng cũng nằm trong số đó. Vậy còn chờ gì nữa, trích xuất ngay. Nam Y, chú đến rồi ạ. Đúng rồi, chú đã nói rồi mà, chờ người nhà cháu suy nghĩ kỹ thì chú sẽ đến ngay. Dạo này ngoan không nào? Ngoan ạ, không cần suy nghĩ nữa. Con bé không ký, anh Khương, anh làm vậy là, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Hay là tôi phải tiễn khách, anh Khương, tôi không biết mình đã đắc tội gì với anh. Nhưng cho dù anh không suy nghĩ cho mình, thì cũng nên nghĩ cho Nam Y chứ. Anh căn bản không biết tiềm năng của cô bé lớn đến mức nào đâu.
con gái tôi không cần ông quản. Nhưng mà, Nam Y, đi về phòng. Bố bảo về phòng, không nghe thấy à? Tôi nói này anh Khương, sao anh có thể nói chuyện với trẻ con như vậy? Anh có biết hành vi của anh? Ui ra! Á, anh! Sao anh có thể tùy tiện đánh người vậy? Tôi đấm anh một cái là còn nhẹ đấy. Anh muốn làm gì? Anh Khương, tôi cầu xin anh, đừng đánh nữa. Cút, được, tôi cút. Thằng nhãi thối, mày cứ chờ đấy, sớm muộn gì tao cũng cho mày biết tay. Quá đáng quá, các vị, có thể thấy được. Khương Nguyên Tu chính là một tên tội phạm có bản chất bạo lực. Một kẻ có hành vi bạo lực, coi trời bằng vung như vậy mà còn sống. Thì đó chính là mối nguy hại cho xã hội. Ông Ngùng cũng vô tội quá. Đường Hoàng đi đàm phán hợp tác, bị từ chối cũng đành, còn bị đánh một trận. May mà ông ấy chỉ bị đánh thôi, đừng quên rằng ông ta đã từng giết người. Như chúng ta thấy, Khương Nguyên Tu có ham muốn kiểm soát con gái rất mạnh. Đây cũng là một trong những lý do khiến Nam Y mãi không thể thoát khỏi. Nếu không phải có một người bố có tính cách méo mó như vậy, thì Nam Y có lẽ đã ra mắt sớm hơn 2 năm rồi. Ông Ngừng, về chuyện năm đó, tôi rất xin lỗi. Không sao, không sao, cô Tống, chuyện này cũng qua nhiều năm rồi. Bố của cô Tống thật sự là không biết nói sao cho hết. Có một người bố như vậy, tôi chỉ thấy nhục nhã. Nếu như vậy thì không thể chứng minh là ông ta có liên quan trực tiếp đến cái chết của Tống Thiềm. Thêm nữa, hai người chắc chắn là trước đó mới chỉ gặp nhau một lần thôi sao? Tôi chắc chắn, trước đoạn ký ức này, ông Hùng chỉ đến tìm tôi một lần. Lạ thật, không nên như vậy. Sao vậy, anh Tăng, dựa trên góc độ tâm lý tội phạm, rất ít người vô cớ mà hành hung. Ông muốn nói là, đúng, thiếu động cơ. Có phải ông lo xa rồi không? Một người như Khương Nguyên Tu, hành hung người khác không cần bất kỳ lý do gì. Chị Lân nói đúng, một tên ác quỷ như bố tôi, có hành vi như vậy cũng không có gì lạ. Tôi cứ thấy giữa chừng bị thiếu mất cái gì đó. Ông Hùng, ông chắc chắn là trước đó ông và bố của cô Tống không xảy ra mâu thuẫn gì chứ? Không, tuyệt đối không. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ đến nhà ông ta 2 lần. Không thể có bất kỳ mâu thuẫn gì. Tôi lấy nhân cách của mình ra thề. Có phải tôi nghĩ nhiều quá rồi không? Anh Tăng, nếu anh đã có nghi ngờ thì được thôi. Vậy thì chúng ta trích xuất lại mảnh ký ức đó, để anh Tăng và những người khác thấy rõ. Bố tôi, một tên giết người không thể cứu vãn, nhân cách đê tiện đến mức nào? Nhân viên hậu trường lập tức trích xuất. Chào hai vị, tôi muốn hỏi thăm một chút, hai người có biết nhà Tống Nam Y ở đâu không? Không biết, vâng, làm phiền rồi. Anh Hùng, để em... Chào anh, xin hỏi anh có từng gặp một bé gái khoảng 5-6 tuổi, hát rất hay không? Tên là Tống, mọi người tìm con gái tôi làm gì? Ôi, anh chắc hẳn là anh Khương rồi. Tôi tự giới thiệu trước nhé. Tôi là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương. Đây là danh thiếp của tôi. Lần này tôi đến đây chủ yếu là muốn nói với anh. Bài hát Đom Đóm Bay của con gái anh đã nổi tiếng khắp mạng rồi. Đã mang lại cho công ty không ít lợi nhuận, vì vậy... Đây là số tiền mà con gái anh, Tống Nam Y, đáng được hưởng. Không nhiều, chỉ 30.000 tệ thôi. Ha 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 ha. Lần này tôi đến chủ yếu là muốn trao đổi với anh. Xem anh có muốn ký hợp đồng không? Ký hợp đồng, đúng. Anh Khương, chúng tôi là công ty chuyên nghiệp. Anh cứ cân nhắc xem. Anh cân nhắc kỹ rồi thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Ha ha. Anh Khương. Vậy chúng tôi xin phép không làm phiền nữa. Tạm biệt, ha ha. Tạm biệt bé. Bố. Tống Nam Y thiên tài chó má gì chứ? Con bé ấy chính là cây hái ra tiền tốt nhất của công ty chúng ta, ha ha ha. Ông ta, năm đó ông ta thế mà lại đến công ty tôi. Hùng Tổng, anh nói xem một mầm non thiên phú như vậy. Ký hợp đồng chắc phải tốn không ít tiền nhỉ? Ôi dào, hôm qua em cũng thấy rồi đấy. Có thể sống ở một nơi tồi tàn như vậy thì nó có thể hiểu biết gì chứ? Cho đại vài chục nghìn tệ là xong. Ha ha, biết đâu bây giờ nó còn biết ơn chúng ta lắm. Ha 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 ha, vẫn là anh suy nghĩ chu đáo. Nhưng mà con bé còn nhỏ như vậy, không biết có quản lý được không? Ôi, cái này không cần lo. Chỉ cần ký hợp đồng là nó không thể làm gì được nữa. Đến lúc đó, chỉ cần không nghe theo lệnh của công ty, cứ đánh cho đến chết đi sống lại, dạy dỗ mấy lần thì tự nhiên nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Ây da, anh hư quá đi à? Không, không phải vậy. Tống tổng, cô nghe tôi giải thích đã. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Ông là một kẻ vô lương tâm. Không phải vì kiếm tiền mà ngay cả một đứa trẻ con cũng bóc lột. Bộ mặt thật của tập đoàn Thiên Dương giờ thì mọi người đều thấy rõ rồi. Lòng lang dạ sói, đồ khốn nạn. Hùng tổng, đến nước này rồi, ông còn gì để nói nữa không? Không phải, Tống tổng, tôi thực sự không biết ông ta đã đến công ty tôi lúc nào. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, đây mới là nguồn cơn khiến bố của Tống Nam Y có thái độ tệ với Hùng Vạn. Hóa ra là như vậy, nên ông ta mới chủ động ra tay. Như vậy, đoạn ký ức này không thể chứng minh ông ta là người bạo lực. Anh Tăng, may mà nhờ có anh, nếu không thì tất cả chúng ta đều bị che mắt rồi. Tình cờ là tôi cũng chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ theo trực giác thôi. Không ngờ sự thật lại như vậy. Ông Hùng, vừa rồi ông còn thề thốt đàng hoàng, lấy nhân cách ra mà thề. Bây giờ xem ra, về mặt nhân cách, ông cũng không đáng tin cậy cho lắm. Ôi, sao lại thế này? Xem ra, Hùng Tổng cũng giống như một số người, đều không phải là thứ tốt lành gì. Tôi... Ác Vân tự có ác nhân trị. Câu này nói đúng rồi đấy. Nhưng mà, không khuyến khích mọi người học theo. Dù sao thì, đánh người là không đúng. Theo tôi thì, đánh như vậy còn nhẹ chán. Đúng vậy, nếu là tôi sẽ ra tay nặng hơn ông ta. Còn nữa, tôi nghĩ mọi người đã hiểu lầm rồi. Bố của Nam Y là vì tiền ký hợp đồng mà tập đoàn Thiên Dương đưa ra quá ít, nên mới tức giận như vậy. Đúng vậy. Nhưng mà về bản chất, cũng chẳng khác gì một số tên thương nhân đen tối đều không phải là thứ tốt lành gì. Đánh chết tên này đi. Ôi, đừng đánh nữa. Tống Thiên Hậu, không, Tống Tổng, tôi sai rồi. Là tôi lúc đó bị lợi nhuận làm mờ mắt, bị tiền bạc che mờ cả đôi mắt, tôi đáng chết. Nhưng dù sao thì, tôi không có công lao cũng có khổ lao chứ. Cô đừng quên, năm đó, tôi đã đưa cho cô một khoản tiền 30.000 tệ để cảm ơn về bài hát Đom Đóm Bay này. Cô nghĩ em, vào thời điểm đó, 30.000 tệ đã là quá đủ rồi chứ. Đúng vậy. Dù sao thì người ta vẫn có đưa tiền. Đúng vậy, vào thời điểm đó, 30.000 tệ là một khoản tiền không nhỏ. Vậy, có 30.000 tệ này. Cuộc sống của Nam Y sau đó có được cải thiện không? Không, không hề. Về số tiền đó, tôi từ đầu đến cuối không hề nhìn thấy. Thế thì lạ rồi. Vậy số tiền đó rốt cuộc đã đi đâu? Theo hiểu biết của tôi về bố mình, ông ta chắc chắn đã dùng số tiền đó để ăn chơi chắc táng. Chỉ vài ngày là tiêu sạch, dù sao thì ông ta là kẻ nghiện rượu ích kỷ nhất mà tôi từng gặp. Còn một khả năng nữa, một số tiền lớn như vậy, biết đâu ông ta đã dùng để chạy trọt. Cũng có thể là để tiêu hủy bằng chứng phạm tội trước đây. Truy xuất ký ức ngay. Máy đã mở chưa? Hừ, ô nhiễm hỗn tạp. Xem đây là cái nơi quái quỷ gì thế này. Bỏ mặc con gái mình không quan tâm. Thật là vô liêm sỉ. Này anh bạn, anh đang làm gì vậy? Không có gì. Đây là cái gì thế? Nếu tôi không nhìn nhầm thì đây hẳn là trang web phiên giao dịch chứng khoán. Đùa à, còn biết chơi chứng khoán nữa. Cô Tống, cô có biết chuyện bố cô chơi chứng khoán không? Trước đây tôi không hề biết. Các vị, tôi xin đính chính một chút, chơi chứng khoán không có nghĩa là nuôi gia đình. Nếu không có kiến thức chuyên môn thì gần như không thể kiếm được lợi nhuận. Một tên tội phạm tài trời như vậy thì làm sao có thể nuôi gia đình được? Tiền chắc chắn đã mất hết rồi, nếu không thì tôi đã không ngủ ở gầm cầu vào cái đêm thời thơ ấu đó. Cái gì? Ngủ dưới gầm cầu? Tôi không nghe nhầm chứ. Nữ thần Nam Y hồi nhỏ lại ngủ dưới gầm cầu. Tôi vẫn nhớ như in chuyện đó. Nhưng vì đã chọn lấy ký ức của bố tôi làm nội dung phát sóng trực tiếp đầu tiên, nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để phơi bày mọi thứ. Tôi, Tống Nam Y, 5 năm tuổi đã bị chính bố ruột bỏ rơi dưới gầm cầu. Tên họ Khương này, ông ta có còn là người không? Hổ dữ không ăn thịt con, sao ông ta có thể làm ra chuyện vô lương tâm như vậy? Ông ta còn ra tay với cả vợ mình, thì còn chuyện gì mà ông ta không làm được nữa? Quá đáng quá rồi, ôi, thời thơ ấu của Tống Tổng thật là gian nan. Các vị còn nhớ cái bố đó không? Ý cô là hung khí mà bố cô dùng để gây án năm đó. Đúng vậy.
nhờ sự nỗ lực của các nhân viên kỹ thuật, chúng tôi đã tìm ra tung tích của cái búa đó, ngay cái đêm tôi bị bỏ rơi dưới gầm cầu đó. Cái búa đó đã từng xuất hiện dưới gầm cầu. Vậy còn chờ gì nữa, mau truy xuất ký ức đi. Nam Y, tôi phải nhắc cô. Chuyện này, đối với một đứa trẻ mới chỉ 5 tuổi thì quá sức chịu đựng. Sức khỏe tâm lý của cô rất có thể. Không cần đâu. Tôi luôn nhớ hình ảnh mẹ tôi ngã gục trước mặt mình. Tôi cũng luôn nhớ những gì bố tôi đã làm với tôi trong nửa đầu cuộc đời. Tôi sẽ mãi ghi nhớ. Cả đời này không bao giờ tha thứ. Bắt đầu đi. Nhanh tay lên, vứt hết những thứ này ra ngoài. Bên kia, vâng, vâng, vâng. Bên này, vâng, vâng, vâng. Mùi gì thế này? Làm bẩn nhà tôi thế này. Thật là tức chết mà. Này, hai người kia, nhanh lên nào. Này, vâng, vâng, vâng. Đây là cái gì thế? Sao lại có máu trên này? Đừng động vào. Bà muốn làm gì? Ai cho phép mọi người động vào đồ của tôi? Cậu đến đúng lúc lắm. Tôi hỏi cậu, tiền thuê nhà tháng này đâu? Mau nộp tiền đi, nếu không tôi sẽ vứt hết những thứ lộn xộn này của cậu ra ngoài. Bà thả đồ của tôi xuống trước đã. Tiền thì chúng tôi có, chỉ là tôi đã dùng vào việc khác rồi. Ngày mai nhất định sẽ trả cho bà. Ngày mai, ngày kia gì chứ, tôi muốn ngay bây giờ. Mau nộp tiền đi, nếu không tôi sẽ vứt hết những thứ này của cậu ra ngoài. Cút, cút, cút. Đến nước này rồi mà ông ta vẫn còn mơ tưởng đến chứng khoán. Xem ra bố của Tống Tổng muốn đợi đến ngày hôm sau, phiên giao dịch chứng khoán mở cửa. Bán hết cổ phiếu, lấy tiền về. Chỉ tiếc là thị trường chứng khoán biến động khôn lường. Giấc mơ làm giàu của ông ta cuối cùng cũng chỉ là bong bóng xà phòng. Thật đáng thương cho nữ thần Nam Y, ngay cả khổ chuột cô ấy cũng không ở nổi. Đều là do bố cô ấy gây ra, ông ta cầm 30.000 tệ về phụ giúp gia đình thì có gì không tốt. Ông ta cứ phải đi chơi cổ phiếu làm gì, đúng đó. Ông ta mà nộp tiền nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, mọi người nói thử xem có khả năng này không. Xin nhường đường, biết đâu ông ta thực sự kiếm được tiền từ việc chơi cổ phiếu thì sao? Chỉ dựa vào ông ta thì làm sao có thể? Cút đi, từ nay về sau đừng bước chân vào nhà tôi nữa. Mau cút đi cho tôi. Bà nghĩ là tôi không biết ai đã xúi bà làm như vậy sao? Cậu nói gì cơ? Theo hợp đồng, ngày mai mới đến hạn đóng tiền thuê nhà. Bà vội vàng phá vỡ hợp đồng như vậy, nếu tôi đoán không nhầm thì có người đã bỏ tiền ra mua chuộc bà để đến đây hạ nhục tôi. Thì sao chứ? Tôi nói cho cậu biết là cậu đã đắc tội với người không nên đắc tội. Bà thừa nhận rồi ư? Người ta đã bỏ ra 8.000 tệ. Chỉ đích danh muốn để hai người phải ra đường. Cút đi cho tôi ngay. Có chuyện gì vậy cô ơi? Cái đứa con hoang này lo chuyện bao đồng làm gì? Bà muốn chết à? Còn muốn đánh người nữa à? Lại đây. Tôi muốn thử xem cậu có đủ can đảm không? Không dám à? Hừ. Nếu đã không dám thì đừng có ở đây mà lên mặt. Mang đồ của cậu cút đi cho tôi. Qua ơi, đẩy nó ra ngoài cho tôi. Buông tôi ra, buông ra. Hùng Tổng. Ông vội vàng thế là định đi đâu vậy? Ha ha ha, Tống Tổng, tôi đột nhiên thấy hơi buồn đi vệ sinh. Đồ nói dối, tôi thấy ông rõ ràng là đang chột dạ. Hóa ra là do ông bày trò. Tôi đã nói mà, thái độ của chủ nhà sao có thể tệ như vậy được. Mọi người cùng xông lên, đánh ông ta. Này, khoan đã. Hùng Tổng, công ty có chuyện rồi. Bây giờ tất cả các đối tác đều hủy hợp đồng với tập đoàn Thiên Dương của chúng ta. Thậm chí đã có 5 đơn kiện vi phạm hợp đồng được gửi đến rồi. Cái gì? Không ổn rồi Hùng Tổng. Cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh, không thể kiểm soát được nữa rồi. Ấy, Hùng Tổng. Tránh ra. Để ông ta chạy mất như vậy. Có phải là quá dễ dàng cho ông ta rồi không? Những thủ đoạn vặt vãnh này của ông ta chỉ là mối bỏ bể mà thôi. So với những tội ác tài trời của bố tôi thì chẳng là gì cả. Tôi đã quen rồi. Vì vậy, tôi không quan tâm, mọi người đã rõ ngọn nguồn sự việc rồi. Vì vậy, trong những ngày tháng khó khăn nhất sau khi bị chủ nhà đuổi đi, Tống Tổng đã vượt qua như thế nào? Bố của cô lại làm những gì? Một người như ông ta, ngay cả vợ mình cũng có thể tàn nhẫn giết hại. Thì sao có thể làm gì cho một đứa con gái chỉ là gánh nặng như tôi? Bố đừng đi, bố ơi! Tôi đã hận ông ta từ thời thơ ấu.
ông ta không có lương tâm, không có lòng thương xót. Thậm chí không có một chút ánh sáng nào của nhân tính. Từ khoảnh khắc ông ta tàn nhẫn giết hại mẹ tôi. Từ khoảnh khắc ông ta bỏ rơi tôi ở gầm cầu để tôi tự sinh tự diệt. Trong từ điển của tôi đã không có chữ bố. Nếu không có cô Trương thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đang lang thang đầu đường xó chợ, chịu đói rét. Ông ta lại ném con gái ruột của mình dưới gầm cầu. Sao ông ta có thể làm vậy được chứ? 5 tuổi, một bé gái 5 tuổi, ông ta không hề do dự hay đau lòng sao? Vậy thì sau đêm đó, Khương Nguyên Tu đã đi đâu? Còn có thể đi đâu nữa? Tất nhiên là sau khi bỏ rơi con gái, ông ta phải đi xử lý hung khí rồi. Thứ xúc sinh này, đi chết đi. Chúng ta sẽ đi đâu à? Nam Y không có nhà nữa sao bố? Bố! Bố, chúng ta sẽ đi đâu? Bố! Bố, chúng ta sẽ đi đâu? Bố, có ai không? Có ai không? Chúng ta sẽ đi đâu à? Tối nay cứ tạm ở đây. Có chuyện gì thì ngày mai hãy nói. Bố ơi, bố đừng đi mà bố. Ông ta làm vậy thật kìa. Thứ vô lương tâm này không xứng làm bố. Ôi trời, lúc đó cô bé phải sợ đến mức nào chứ. Thương quá. Nam Yêu đừng khóc, cô là người tuyệt vời nhất. Tôi muốn biết Khương Nguyên Tu bỏ lại con gái mình ở dưới gầm cầu rồi đã đi đâu. Còn phải hỏi sao, phạm tội giết người thì đương nhiên là phải chạy trốn rồi. Thằng kia, trông mày lạ quá. Có biết đây là địa bàn của anh em bọn tao không? Vừa nãy bọn tao thấy có một đứa con nít ở trong đó. Trông có vẻ ngon đấy. Bẻ gãy tay chân nó rồi vứt ra ngoài ăn xin. Mỗi ngày chắc chắn kiếm được kha khá tiền. Tao cho mày 5 giây để biến mất khỏi tầm mắt tao ngay lập tức. Thằng này mày muốn chết hả? Đánh nó đi. Chuyện gì xảy ra vậy bố? Ai cho phép dạy? Ngoan ngoãn ở trong đó. Chỉ là một đứa con nít thôi mà, có cần phải liều mạng như vậy không? Mày không muốn sống nữa à? Bầu trời đen tối u ám. Những vì sao sáng lấp lánh theo sau. Ông trả mẹ lại cho tôi. Tôi hận ông, tôi hận ông. Bạn đang nhớ ai vậy? Chúng ta đã hiểu lầm ông ấy rồi. Hóa ra đêm hôm đó ông ấy vẫn luôn ở bên ngoài, không hề bỏ rơi tiểu Tống Tổng. Nhưng tại sao ông ấy không nói chứ? Khương Nguyên Tu thực sự là một kẻ xấu sao? Lúc này tôi cũng bối rối rồi. Mọi người đã sai rồi, cho dù ông ta có che giấu, ngụy trang thế nào, cũng không thoát khỏi bản chất giả dối. Mọi người tưởng ông ta đang bảo vệ tôi sao? Không phải, ông ta chỉ muốn vứt tôi vào nơi tối tăm không có ánh sáng này. Để bịt miệng tôi, che giấu sự thật. Che giấu sự thật. Này, làm gì vậy? Ai ở đó? Anh không sao chứ? Chúng tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Không sao, cảm ơn. Nửa đêm nửa hôm, sao lại gây chuyện ở đây? Cho tôi xem chứng minh thư. Còn ai khác ở đây không? Hay là về đồn với chúng tôi để làm biên bản? Không còn ai nữa, thật sao? Được rồi, anh nên đi băng bó vết thương sớm đi. Có chuyện gì thì có thể gọi điện cho chúng tôi. Cảm ơn, chú ơi, cứu cháu với, cứu cháu với. Ông ta đã giết mẹ cháu. Ông ta là hung thủ, là kẻ giết người. Câm miệng, ai cho phép con nói bậy?
ra ngoài cho, con không đi. Đi về đồn với chúng tôi. Nữ thần Nam Y thật dũng cảm, đúng vậy, tuổi còn nhỏ như vậy mà dám đối mặt với chuyện của người lớn. Sự dũng cảm này, ngay cả tôi cũng phải tự thấy hổ thẹn. Nói như vậy thì vụ án về cái chết của Tống Thiền chắc chắn đã được ghi vào hồ sơ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ án này. Anh có thể đi rồi. Làm phiền hai vị rồi. Đi thôi. Không, cháu không đi. Ông ta đã giết mẹ cháu. Tại sao các chú không bắt ông ta lại? Tại sao? Bé à, chuyện cháu nói bọn chú đều đã điều tra rồi. Bố cháu không có vấn đề gì. Đúng rồi, các chú điều tra vụ án là cần phải có bằng chứng. Thôi, cháu về nhà sớm đi. Nghe lời nào. Bằng chứng. Nam Y có bằng chứng. Trong túi ông ta có một cái búa lớn. Ông ta đã dùng nó để giết mẹ cháu. Cái gì? Được rồi, về nhà đi. Không, cháu không đi, cháu không đi. Nói như vậy thì hung khí từ lúc này đã không còn trong túi nữa rồi. Mọi người có để ý không? Vừa nãy có một chi tiết manh mối rất quan trọng. Mười tám năm trôi qua, có lẽ hung khí đó vẫn còn ở đây. Tìm kiếm ngay, anh Tăng, nhờ anh. Cô Tống cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ huy động toàn bộ nhân lực, trong thời gian ngắn nhất, tìm ra hung khí này. Tối nay là lúc lật lại mọi chuyện. Năm đó tôi mới 5 tuổi, hoàn toàn không có khả năng kêu oan. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị ông ta giết hại. Tội ác như vậy, tôi tuyệt đối không tha thứ. Đoạn ký ức bị cố ý che giấu trước đó, kết quả đã có chưa? Bên nhóm nghiên cứu nói sắp hoàn thành giải mã, sắp biết được sự thật rồi, giải mã sắp hoàn thành, nhiều nhất là 5 phút nữa. Nói mới nhớ, vừa rồi có một chi tiết, mọi người có để ý không? Thằng kia, mày muốn chết à? Đánh nó cho tao. Bố của cô Tống có phải mắc bệnh gì không? Anh Khương. Anh Khương, anh thế nào rồi? Bác sĩ mau lên. Anh Khương, nhanh lên. Kiêm gia, em đây. Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi nhỉ? Tôi nhớ. Lần đầu tiên gặp cô là ở quán nét đó. Anh còn ầm ĩ bắt tôi dạy cô chơi cổ phiếu. Chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua. Cô đã nổi tiếng khắp thiên hạ. Anh Khương, trước mặt anh, chút thành tựu của em chẳng là gì cả. Trên thế giới này, ngoài Nam Y ra, cô là người tôi tin tưởng nhất. Cô nghe cho rõ này. Tình hình bệnh của tôi không bao giờ được nói cho Nam Y biết. Con bé không nên vì thế mà mất tập trung. Con bé nên có sự nghiệp riêng của mình. Tương lai còn chờ con bé bay cao bay xa. Nhưng anh Khương, anh mắc bệnh ung thư não. Đây là căn bệnh nan y đau đớn nhất thế giới. Bác sĩ nói anh không sống được quá 3 năm. Nhưng vì con bé, vì Tống Nam Y, anh đã cố gắng chịu đựng suốt 18 năm. 18 năm, bao ngày đêm bị những cơn đau hành hạ, con bé đều không hề hay biết. Sẽ không thể hiểu được. Cả đời anh đều vì con bé mà mở đường, vì con bé cống hiến mọi thứ, nhưng con bé tối nay lại đích thân đẩy anh vào đường cùng. Nam Y,
phải sống thật tốt. Bố. Sắp chết rồi. Nam Y. Cô Tống, cô có biết tình hình sức khỏe của bố mình không? Tất nhiên, bố tôi đã mắc bệnh Alzheimer từ rất lâu rồi. Hay còn gọi là chứng mất trí nhớ ở người già. Mất trí nhớ ở người già, nhưng ông ấy hình như còn chưa đến 45 tuổi. Bệnh Alzheimer. Loại bệnh này thường chỉ xuất hiện ở người già. Bố cô còn trẻ như vậy, sao lại mắc phải căn bệnh suy giảm thần kinh này? Cô chắc chắn không nhầm chứ? Tất nhiên là tôi chắc chắn. Anh Tăng, đừng quên. Nam Y không chỉ là thiên hậu âm nhạc mà còn là một nhà nghiên cứu khoa học. Công việc chính của cô ấy đều liên quan tới thuốc men. Cô ấy đã nói là bệnh Alzheimer thì chắc chắn không sai. Tống Tổng, kết quả giải mã đã có. Trích xuất ngay. Ông ta một che giấu tội ác mà mình đã gây ra. Mơ đi, tôi phải tận mắt chứng kiến. Ông ta từng bước đẩy mẹ tôi vào chỗ chết như thế nào. Đây sẽ là bằng chứng thép đưa ông ta ra tòa. Tống Thiền, mau trả tiền. Thứ tôi cần đâu, mang đến chưa? Sao lại ít thế này? Cô còn dám hỏi. Cô có biết số tiền này là con gái cô tự mình kiếm được không? Bây giờ đều đưa cho cô rồi. Nói như vậy, năm đó ông ta cướp tiền thưởng của Tống Tổng. Hóa ra là do mẹ của Tống Tổng đòi tiền. Tiếp tục. Anh ơi, anh xem thế này đủ chưa? Chỉ có chút tiền này thôi, mày cho ăn mày à? Lúc đầu là do mày thua bạc, vay nặng lãi. Bọn tao không hề ép mày. Tao đã nói quy tắc rõ ràng. Trong vòng 3 ngày phải trả tiền. Anh Long của bọn tao đã nói rồi, nếu không trả được tiền, bọn tao sẽ không khách sáo đâu. Anh Giai ơi, tôi cầu xin anh, thư cho tôi thêm 2 ngày nữa, chỉ 2 ngày thôi. Đều tại anh, đồ vô dụng. Hồi đó tôi đúng là mù mắt mới lấy anh. Anh mau đi kiếm tiền đi, đi đi. Anh Giai, anh cho tôi thêm một cơ hội cuối cùng đi. Anh ta chắc chắn có thể kiếm được tiền. Anh tin tôi đi anh Giai. Tống Thiền. Quả nhiên là do ông ta hại chết. Không đúng rồi. Thông tin quan trọng nhất vẫn bị mất. Chỉ bằng chứng này thì vẫn chưa thể kết tội được. Sao lại thế này? Không phải nói là đã giải mã ra rồi sao? Tại sao manh mối lại đứt đoạn rồi? Tống Tổng, theo phản hồi của bộ phận kỹ thuật, đoạn ký ức này ẩn giấu quá sâu, rất khó trích xuất. Hiện tại chúng ta chỉ giải mã được đoạn ký ức này. Còn đoạn cuối cùng thì vẫn cần thêm thời gian. Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi trích xuất ngay đi. Đoạn cuối cùng này là hình ảnh then chốt. Một khi trích xuất được, nó sẽ là bằng chứng thép để đưa ông ta ra tòa. Đúng vậy, chỉ cần trích xuất được bằng chứng thép cuối cùng này. Tất cả tội ác mà bố cô đã gây ra sẽ hoàn toàn bị chứng thực. Tổ trưởng Tăng, với những bằng chứng hiện tại, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Thật sự là chưa đủ, nhưng tôi đã tìm ra một hướng đi mới, phát lại đoạn ký ức vừa rồi. Dừng. Năm đó đúng là có nhân chứng tại hiện trường. Người này không phải người phụ nữ trước đó nói mình là Tần Kim Gia, mà là người này. Hãy đưa ngay nhân chứng này đến đây. Tôi dám chắc bà ta nhất định biết sự thật mọi chuyện đã xảy ra năm đó. Mọi người tìm tôi đến đây là có chuyện gì vậy? Bà ơi đừng sợ. Đây là tổ trưởng Tăng. Anh ấy gọi bà đến đây là muốn hỏi bà một số chuyện. Bà cứ trả lời thật là được. Bà lão, xin hỏi 18 năm trước, bà có tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hung thủ sát hại Tống Thiền không? À, ra là vậy, mọi người tìm tôi là vì chuyện này à? Đúng vậy, tôi đã chứng kiến toàn bộ. Là ai đã hại chết Tống Thiền? Ôi, đứa trẻ đáng thương.
là bố của đứa trẻ đã tự gây giết hại mẹ nó. Tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Tôi biết ngay là ông ta mà. Nhân chứng đã khẳng định chắc nịch như vậy, còn gì phải nghi ngờ nữa. Bà lão, bà chắc chứ? Tất nhiên là tôi chắc chắn. Hôm đó, tôi đang phơi quần áo trên ban công. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ ở dưới nhà. Tôi liền nhìn xuống xem, kết quả thì sợ hết hồn. Thật là tàn nhẫn. Anh ta sao lại có thể ra tay như vậy chứ? Vậy tại sao lúc đó bà không trực tiếp báo cảnh sát? Thời đó, chuyện như vậy tuy không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Tôi thấy sau đó không có ai đến tìm tôi. Tôi mới nghĩ cứ tránh chuyện thị phi thì hơn. Vì mọi người đã hỏi, nên tôi mới nói thật ra. Là do bố của đứa ấy đó ra tay. Tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Giờ thì bằng chứng đã rõ ràng. Tổ trưởng Tăng, còn chờ gì nữa, tôi đề nghị hành động ngay lập tức. Nếu vậy thì... Không, bà ta đang nói dối. Bà ta đang nói dối. Tại sao Nam Y lại đột nhiên nói ra những lời như vậy? Sao anh lại chắc chắn rằng lời của bà lão này là không đúng sự thật? Tất nhiên là tôi chắc chắn, vì hồi nhỏ tôi đã từng tiếp xúc với bà lão này vài lần. Theo ấn tượng của tôi, thị lực của bà dường như không được tốt lắm. Đúng vậy, cái này là bệnh cũ rồi. Vậy thì đúng rồi, bà lão này bị tật về thị lực. Nhưng trong đoạn ký ức vừa rồi, nhân chứng không đeo kính. Cái này, bà lão, bà chắc chắn là bà đã nhìn rõ chứ? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng lúc đó tôi thực sự nghe thấy người họ Khương kia nói chuyện. Sau đó thì xảy ra chuyện. Không phải cậu ta làm thì là ai? Bà, ôi. Nhân chứng bị tật về thị lực. Những gì bà ta nhìn thấy hẳn là rất mơ hồ. Như vậy, đây căn bản không thể làm bằng chứng được. Thật là đáng ghét. Chúng ta rõ ràng biết ông ta chính là hung thủ, nhưng lại không có cách nào để bắt ông ta. Tên Khương Nguyên Tu này sao lại may mắn đến vậy? Tôi thật phục rồi. Rõ ràng mọi bằng chứng đều đã chỉ ra là ông ta. Nhưng ông ta vẫn có thể nhởn như ngoài vòng pháp luật. Nói mới nhớ, tại sao Tống Tổng lại phải nói thay cho bố mình? Đúng vậy, có cần thiết phải như vậy không? Tất nhiên là cần thiết. Từ nhỏ, cô Trương đã dạy tôi, làm người phải sống không hổ thẹn với lòng mình. Mặc dù tôi cũng rất muốn đưa người đàn ông đó vào tù. Nhưng sự thật là bà lão này căn bản không nhìn rõ. Ngay cả trong thủ tục pháp lý cũng không thể làm nhân chứng. Nhưng không sao, chỉ cần đợi đến khi đoạn ký ức cuối cùng được trích xuất. Có thể dùng làm bằng chứng thép. Hai anh đưa bà cụ xuống trước đi. Cô Tống, trước đó cô đã đề cập đến bệnh tình của bố mình. Bệnh mất trí nhớ tuổi già của ông ấy nghiêm trọng không? Thực ra không quá nghiêm trọng. Nhưng kể từ khi ông ấy bắt đầu nghiện rượu, mọi thứ đã thay đổi. Tinh thần của ông ấy bắt đầu bất thường, cho đến cuối cùng, ông ấy trở thành một kẻ điên tàn bạo và độc ác. Tuổi thơ của tôi tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Và vô số đêm có người bố say rượu tàn bạo. Đã phạm tội thì không thể xóa sạch dấu vết được. Chúng ta tiếp tục xem, nhất định có thể tìm ra manh mối. Nam Ưng ngoan, đừng sợ. Cô giáo đã biết chuyện này rồi, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Sau này không cần phải ngủ dưới gầm cầu nữa. Ở nhà cô Trương, không ai dám làm hại em. Dạ. Mau ngủ đi. Anh Khương, trời lạnh, uống bát nước gừng cho ấm người đi. Ai cho cô vào đây, ra ngoài. Anh Khương, anh làm sao vậy? Tôi bảo cô ra ngoài. Sao ông ta lại như vậy chứ? Cô Trương tốt bụng giúp đỡ cho ở nhờ qua đêm. Đã không biết ơn thì thôi, còn lấy oán báo ơn. Như mọi người thấy đấy, một kẻ nghiện rượu như vậy, khi phát điên còn đáng sợ hơn cả dã thú. Hôm nay ở lại một đêm, ngày mai tôi sẽ đưa con bé đi. Cô lập tức ra ngoài cho tôi, rượu. Anh Khương, anh đừng dọa tôi. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài cho tôi. Đừng sợ Nam Y. Rốt cuộc ông ta bị làm sao vậy? Còn phải nghĩ sao nữa, chắc chắn là do uống rượu. Phát điên như vậy rồi mà vẫn còn uống rượu. Thật là không thể cứu chữa. Chắc là chơi cổ phiếu thua sạch, dẫn đến tinh thần suy sụp. Đáng đời. Về mặt lý thuyết, chơi cổ phiếu nửa tháng mà thua sạch cũng không phải là không có khả năng. Nếu may mắn thì kiếm được 1-2 nghìn cũng không chắc. Nếu có thể kiếm được hơn 3 nghìn, thì chứng tỏ người này thực sự hiểu biết về thị trường chứng khoán. Ngược lại, người không hiểu biết thì chắc chắn sẽ thua sạch. Về kết quả chơi cổ phiếu của bố cô Tống, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Có chuyện gì à?
vừa nãy em đã nhìn thấy rồi. Anh, vừa nãy anh chơi cổ phiếu, đúng không? Anh có thể dạy em không? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Họ không hiểu, nhưng em hiểu. Anh dùng 3 vạn tiền vốn, tổng cộng mua 4 loại cổ phiếu. Chỉ trong vòng 2 tuần, liên tục tăng hết biên độ. Tổng cộng kiếm được 80.000 tệ. Từ 30.000 đến 110.000, chỉ mất chưa đến nửa tháng. Anh, rốt cuộc anh đã làm thế nào vậy? Cái gì, ông thực sự kiếm được tiền rồi sao? Đây không phải là có thể dùng hai chữ kiếm được tiền để hình dung. Vào thời đại đó, 80.000 tệ là một khoản tiền khổng lồ. Đủ để bù đắp tổng thu nhập của một gia đình trong nhiều năm. Mà ông ta chỉ mất 15 ngày. Trời ơi, 15 ngày không làm gì, chỉ lên mạng 2 lần là kiếm được 80.000. Khương Nguyên Tu này là thần tiên à? Không phải nói kiếm được 1-2.000 là cùng sao? Vậy ông ta kiếm được 80.000 này là thế nào? Toàn bộ tiền vốn, mua hết cổ phiếu. Khí phách này, ai mà biết được ông ta lại làm thật. Đùa gì vậy? Bố tôi làm sao có thể kiếm tiền được? Một kẻ cặn bã, bại hoại xã hội như ông ta. Làm sao có thể hiểu biết về chứng khoán chứ? Chẳng lẽ vận may lại huyền diệu đến vậy sao? Chắc chắn là có vấn đề gì đó. Không nên như vậy, mà này, mọi người có phát hiện cô gái đeo khẩu trang này hơi giống một người. Là ai vậy? Không biết. Anh Tăng, ý của anh là? Trùm giới tài chính, thiên tài đầu tư, siêu tài Việt sở hữu khối tài sản nghìn tỷ siêu khủng trong truyền thuyết. Tần Kiêm gia. Nhìn cô còn trẻ như vậy, chắc vẫn đang đi học nhỉ? Sao lại biết mấy cái này? Đều là đọc trên sách thôi, thực ra em cũng không hiểu lắm. Anh có thể dạy em được không? Sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành một cổ đông nhỏ có tiếng. Em nghiêm túc đấy. Học hành cho tử tế đi. Anh ơi, em xin anh đấy. Em thực sự. Xin lỗi, em thực sự rất cần tiền. Thuốc quá đắt, em muốn mua được thuốc. Em muốn sống. Thực ra tôi cũng chỉ chơi cho vui thôi. Không định đầu tư lâu dài. Tôi không chuyên. Nếu cô muốn, có thể mua 4 cổ phiếu mà tôi đã mua trước đó. Mức tăng hiện tại vẫn chưa đạt đến giới hạn. Nếu vậy, tại sao anh lại chọn rút tiền sớm? Giống cô thôi. Cần cái này. Nói vậy thì đúng là có chút giống. Đừng dọa tôi chứ. Chẳng lẽ người phụ nữ nói chuyện với Khương Nguyên Tu, người phụ nữ đến hội trường khi nãy, chẳng lẽ thực sự là người giàu nhất Nam Tỉnh? Thần đồng chứng khoán Tần Kiêm gia. Thần đồng chứng khoán Tần Kiêm gia. Không đúng, không đúng. Các vị, tôi nghĩ chúng ta đã nhận nhầm người rồi. Đừng quên Tần Kiêm gia là người ở đẳng cấp nào. Chị Lâm nói đúng, với hiểu biết của tôi về bố mình, ông ta làm nhiều điều xấu xa, căn bản không có bạn bè gì cả. Huống chi là một nhân vật huyền thoại bí ẩn như Tần Kiêm gia. Đừng nói là bố tôi, ngay cả tôi là Tống Nam Y, khi đối mặt với Tần Tổng cũng không dám nhìn thẳng. Tần Kiêm gia là người giàu nhất Nam Thành, thậm chí đã từng có thời điểm, cô ấy còn đứng đầu bảng xếp hạng Forbes. Hơn nữa, một nhân vật lớn như vậy căn bản không thể xuất hiện ở một nơi nhỏ bé như thế này. Cũng căn bản không thể qua lại với một kẻ nghiện rượu lêu lổng ở khu ổ chuột như Khương Nguyên Tu. So sánh bố tôi với Tần Tổng, chẳng khác nào đang sỉ nhục Tần Tổng. Nhưng phải nói thật, Nam Y ạ, bố cô thực sự rất may mắn. Vậy mà cũng làm được, vậy thì tôi muốn hỏi, ông ta đã kiếm được một khoản tiền lớn như vậy, thì từ đó về sau, sống thời thơ ấu của cô có được cải thiện không? Cải thiện, mọi người có biết, trong suốt những năm qua, tôi đã học được một đạo lý chân thực và trực tiếp nhất là gì không? Đó chính là, đừng bao giờ tin lời của một kẻ nghiện rượu. Càng đừng tin bất kỳ một kẻ cờ bạc bẩn thỉu, ghê tởm nào trên thế giới này. Tiếp tục chia bài. Anh Khương, anh có biết mình đang làm gì không? Ồ, đây không phải là cô Trương sao? Chào mọi người, tôi đến muộn rồi. Ôi cô Trương, cô đến rồi. Đúng vậy, mọi người đều đang đợi cô đó. Đợi tôi? Đúng vậy, cô không biết bây giờ cô đã nổi tiếng rồi sao? Nổi tiếng gì chứ, tôi chỉ là một giáo viên tiểu học tầm thường. Mọi người lại trêu tôi rồi. Ôi cô Trương, cô mau nhìn phía sau đi. Đây, là tôi mà. Cô Trương, có chuyện gì vậy? Sao cô lại đến đây? Anh đừng chơi nữa. Nơi này toàn là những trò lừa bịp được thiết kế tinh vi. Tính toán theo góc độ toán học. Cuối cùng chỉ có nhà cái thắng, anh có biết không? Cô Trương, cô vượt quá giới hạn rồi, đây là chuyện của tôi. Còn chơi không hả? Đúng vậy, nhanh lên, mọi người đang đợi anh đấy. Đến đây. Không được, anh phải về với tôi. Anh Khương, nếu trong lòng anh còn có Nam Y, con gái anh, thì hãy dừng ngay lại. Là ai vậy? Dám gây chuyện trên địa bàn của anh Long. Ồ, anh Long. Cô em này trông cũng được đấy. Hay là...
Ha 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 ha. Đừng làm phiền tôi kiếm tiền ở đây, nhanh chóng mang cái gánh nặng này đi cho tôi. Tôi nói cô không hiểu à, tôi bảo cô cút đi. Trước mặt trẻ con, sao anh có thể nói chuyện như vậy? Tôi không đi, trừ khi anh đi cùng tôi, nếu không tôi sẽ không đi. Cút. Ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa. Đây không phải là những người cho mẹ của Tống Tổng vay nặng lãi sao? Sao ông ta lại chơi với những tên khốn này? Vật họp theo loài, cá mè một lứa thôi mà. Mẹ của cô Tống bị người ta lừa vào chồng, còn anh ta thì tự mình sa ngã. Hai điều này có sự khác biệt về bản chất. Phải nói rằng những hành vi xấu xa của Khương Nguyên Tu thật khiến người ta tức giận. Cô Trương, anh ta thực sự đã đối xử với cô như vậy sao? Anh ta còn là đàn ông không vậy? Đúng vậy, rõ ràng là cô có lòng tốt, nhưng đổi lại chỉ là những lời lẽ cay độc, thật quá đáng. Không chỉ vậy, anh ta còn đánh người. Thực ra, mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ. Ôi, tội nghiệp Tống Tổng quá. Khương Nguyên Tu này đúng là đồ vô dụng. Rõ ràng là những người này đã lừa hết gia sản của anh ta mới dẫn đến ly hôn. Kết quả là anh ta không những không dám chống lại họ, mà còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tống Thiên. Những kẻ ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh như thế này. Chết không đáng tiếc, với tính cách như vậy, làm sao anh ta có gan đấu với người khác được. Khương Nguyên Tu này chẳng có bản lĩnh gì, chỉ dám ra oai với vợ con. Sống hay chết là chuyện của ông ta. Nhưng ông ta không nên ra tay với cô Trương. Trong những năm tháng đen tối nhất của tôi, cô Trương là người đầu tiên mang lại ánh sáng cho tôi. Là cô ấy đã cho tôi sự ấm áp của tuổi thơ. Ông ta thậm chí còn đánh cả một người tốt như cô Trương. Thật tức chết đi được. Tiếp tục nào. Anh Long, cứ để cô ta đi như vậy sao? Thằng kia, giả vờ cũng giống thật đấy. Anh Long, tôi không hiểu anh đang nói gì. Vừa nãy, mày cố tình đẩy cô ta ra phải không? Để cô ta thoát thân hả? Ha ha. Đúng vậy. Thì sao? Thì sao? Nói như vậy thì... Mục đích của anh ta là để bảo vệ cô Trương và Tống Tổng. Thì ra là vậy. Ông ta bảo vệ mình. Tôi đã nói rồi. Nguyên Tu thực ra... đều là chuyện cũ rồi, qua lâu rồi. Mọi người không thấy lạ sao? Một người ngay cả vợ mình cũng dám sát hại, làm sao có thể quan tâm đến người khác và con của mình được? Giả tạo, ghê tởm, ngốc mắt cá sấu. Thực ra cũng rất đơn giản, bố của cô Tống làm như vậy chắc chắn có mục đích của ông ta. Nói có lý, mục đích gì khiến ông ta làm như vậy? Có chuyện gì mà phải đợi đến khi cô Trương và con gái ông ta rời đi mới làm được? Còn có thể là gì nữa? Ông ta chỉ đơn giản là không muốn người khác làm phiền ông ta chơi bài mà thôi. Những thói hư tật xấu bẩn thỉu của bố tôi, từ lâu tôi đã vô cùng thất vọng về ông ta. Thằng kia, mày đến đây để chơi hay đến để nộp mạng? Anh Long nói đùa rồi, những ngày gần đây, tôi không phải vẫn luôn ở đây sao? Ít vớ nhảm thôi. Đã ở địa bàn của tao, thì phải nghe theo luật của Quách Giang Long tao. Người phụ nữ của mày chạy đến đây ầm ĩ, cũng không hỏi han tao một câu rồi bỏ đi như vậy. Mày thấy có hợp lý không? Tôi thấy rất hợp lý. Mày muốn làm gì? Nói, mày trà trộn vào sòng bạc của tao để làm gì? Đã bị anh phát hiện rồi, thì không còn cách nào khác. Ban đầu tôi còn định quan sát thêm vài ngày nữa. Thật khéo, người phụ nữ đó lại chạy vào, làm hỏng kế hoạch ban đầu của tôi. Nếu vậy thì hôm nay giải quyết luôn đi. Dù sao thì cô ấy cũng đã đưa con gái tôi đi rồi. Tôi cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Mình là nỗi lo lắng của ông ta. Trước mặt người ngoài, còn phải giả tạo như vậy. Thật là ghê tởm. Bây giờ tôi chỉ muốn biết anh ta trà trộn vào sòng bạc này để làm gì. Đừng dừng lại, chúng ta tiếp tục. Chỉ dựa vào một mình mày thôi sao? Đúng vậy. Chỉ dựa vào một mình tôi. Còn đứng ngây ra đó làm gì, lên đi. Rốt cuộc mày là ai hả? Mày rốt cuộc là ai? Á, anh Long, anh Long, anh Long. Tôi muốn tố cáo, ở đây có người tụ tập đánh bạc. Địa chỉ là số 71 khu ngoại ô,
Vâng, thưa ông, xin hỏi ông tên gì, chúng tôi cần. Anh Long, anh Long. Đừng nhúc nhích, ngồi xổm xuống. Đừng nhúc nhích, ngồi xổm xuống. Thì ra là thế, theo ấn tượng của cô Tống, sau này bố cô có chơi cờ bạc nữa không? Sau lần đó thì hình như không chơi nữa. Vậy thì đúng rồi, tôi dám khẳng định bố cô chưa bao giờ nghiện cờ bạc. Ông ấy vào những nơi như thế này chỉ là để ngụy trang thành một con bạc, để tiện quan sát, có lẽ mọi hành động của ông ấy đều là để trả thù cho mẹ cô. Trả thù, ông ta, Khương Nguyên Tu chính là thủ phạm lớn nhất. Ông ta đi đánh mấy tên lưu manh kia, chỉ vì tiền của mình bị lừa hết sạch nên tức tối mà thôi. Người này chỉ là tiếc tiền của mình. Ông ta đã giỏi đánh nhau như vậy, vậy thì đêm hôm đó ở gầm cầu, tại sao ông ta lại không đánh lại mấy tên vô gia cư kia? Ông ta không phải nói là dạo này đầu hơi đau sao? Có lẽ lần đó là do ông ta không được khỏe. Bây giờ có thể xác định chắc chắn là bố của Tống Tổng từ đầu đến cuối chưa từng thực sự chơi cờ bạc. Vậy thì vấn đề đặt ra là, ông ta đã dùng số tiền lớn như vậy vào đâu? 110.000, vào cái thời mà lương trung bình của mỗi người chưa đến 800 tệ. Đây là một con số lớn. Số tiền này không thể tự nhiên biến mất được. Tôi cũng không biết, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng số tiền đó không được dùng để trợ cấp gia đình. Bởi vì cả tuổi thơ của tôi sau đó vẫn bị kẹt trong khu ổ chuột. Nhưng may mắn thay, sau đó tôi đã gặp được người thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cô bé chơi đàn khá đấy, nhưng vừa rồi có vài nốt hơi sai. Cháu có thể làm tốt hơn, lại đây. Có muốn học đàn piano với chú không? Có à? Nhưng cháu không có tiền. Tiền? Đúng rồi, cháu nghe mọi người nói, những người dạy đàn piano giỏi đều rất đắt. Xin lỗi chú, cháu không có nhiều tiền như vậy. Không sao, chú không cần tiền của cháu. Hơn nữa, chú cũng không phải là một người thầy quá giỏi. Chỉ ở mức bình thường thôi. Vậy thì chú tên là gì à? Chú á, chú tên là Tiết Ngọc Lâm. Sao cơ, Tiết Ngọc Lâm? Chính là Tiết Ngọc Lâm được mệnh danh là siêu nghệ sĩ piano đẳng cấp siêu quốc gia. Không đúng nha, tiền học phí một buổi của Tiết Đại Sư rất đắt, có thể nói là đắt cắt cổ. Hơn nữa, đôi khi dù có tiền cũng chưa chắc đã chịu dạy. Một người như vậy, sao 10 năm trước lại chạy đến một nơi nhỏ bé chủ động dạy một cô bé chưa từng gặp mặt? Chẳng lẽ... Đã lâu rồi không ra ngoài ngắm cảnh. Kim gia, đưa tôi đi dạo đi. Được. Tiết Đại Sư Ngọc Lâm là một trong số ít những nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới. Anh ấy có thể dạy Nam Y, nhìn vào kết quả hiện tại, thì tầm nhìn của anh ấy quả thực là vượt trội. Đúng vậy, trong biển người mênh mông, anh ấy lại chọn cô Tống. Chắc chắn là vì tài năng của nữ thần Nam Y quá nổi bật. Sự thật chứng minh, Nam Y của chúng ta không phụ lòng mong đợi. Đã trở thành nữ thần quốc dân, đồng thời còn có danh hiệu là thiên hậu âm nhạc, lại còn là siêu học bá, trùm nghiên cứu khoa học, nữ tổng giám đốc tập đoàn trẻ tuổi nhất, cũng như vô địch võ thuật nữ toàn quốc. Sao vậy, ông Phùng? Ông đang nghi ngờ tài năng của Nam Y sao? À, không, 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 tài năng của Tống Tổng, tôi đã chứng kiến tận mắt. Chỉ là Tiết Đại Sư là người bẩm sinh kiêu ngạo. Từ trước đến nay chưa từng dễ dàng nhận học trò, có lẽ những gì mọi người nói là đúng. Anh ấy đã phát hiện tài năng của Tống Tổng từ khi cô ấy còn nhỏ. Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều quá. Anh Khương. Anh khỏe hơn chưa? Y học bây giờ càng ngày càng phát triển. Hồi trước mỗi lần đau đầu, tôi chỉ biết dùng rượu để làm tê liệt bản thân và giảm đau. Thuốc thang bây giờ thật sự ngày càng tiện lợi. Anh Khương, đúng là anh thật. Tôi vừa nhìn đã thấy quen quen. Là Tiết Đại Sư à? Anh quá khen rồi. Trước mặt anh, làm sao tôi dám nhận là đại sư được. Năm đó anh Khương chơi một bản nhạc đã thực sự mang đến cho tôi một sự chấn động lớn, khiến tôi được mở mang. Tôi mê âm nhạc hơn 40 năm,
tự nhận đã từng gặp vô số nhân vật phong lưu, nhưng họ hoặc là quá chú trọng vào kỹ thuật dườm già, hoặc là tình cảm viển vông. Chỉ có Khương Đại Sư mới là người tài năng âm nhạc phóng khoáng nhất mà tôi từng gặp. Nhưng thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua. Người thầy của tôi là tấm gương xuất sắc nhất thế giới. Từ năm tôi 5 tuổi, thầy đã tận tâm dạy dỗ. Nhiều năm qua, mưa gió không ngăn cản được. So với thầy thì người bố ruột của tôi ngày càng khiến tôi thấy ghê tởm. Ông ta ngày càng nghiện rượu nặng hơn. Thầy, em đàn thế nào ạ? Mỗi lần nghe em luyện đàn, thầy không khỏi cảm thán. Con người ta quả thực có sự khác biệt về năng khiếu. Năm nay em mới 17 tuổi, đã học xong những thứ mà lúc 30 tuổi thầy vẫn còn phải khổ luyện. Nhưng em không được kiêu ngạo. Thầy đã từng gặp người còn giỏi hơn em. Nói về tài năng thì ngay cả thầy cũng không bằng. Thầy là bậc thầy quốc tế đã thành danh từ lâu, còn có ai khiến thầy đánh giá cao đến vậy? Người mà Tiết Đại Sư nhắc đến rốt cuộc là ai vậy? Tôi cũng không rõ. Chỉ là vào những năm trước, từng nghe thầy kể về truyền kỳ này. Nhiều năm như vậy cũng không có vinh dự được gặp mặt. Ôi, ngay cả Tiết Đại Sư cũng đánh giá cao như vậy. Nghĩ cũng biết chắc chắn là bậc thầy piano hàng đầu thế giới. Chúng ta tiếp tục. Tôi không tin. Mười mấy năm trôi qua rồi mà không có một chút manh mối nào. Đứng lại. Vừa rồi cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho bố. Chuyện họp phụ huynh sao không nói với bố? Nói với ông, còn lâu. Một người như ông chỉ khiến tôi thấy ghê tởm. Cho dù nhất định phải tham gia, tôi cũng không tìm ông mà tìm người khác. Một kẻ nghiện rượu như ông khiến tôi thấy ghê tởm và mất mặt. Một kẻ nghiện rượu như ông khiến tôi thấy ghê tởm và mất mặt. Con. Sao, ông còn muốn đánh tôi à? Ông đánh đi. Có giỏi thì ông hãy hại chết tôi như đã hại chết mẹ tôi năm xưa đi. Tôi không sợ đâu. Sao thế này? Ôi, bố em không phải là người như em nghĩ đâu. Ông ấy chỉ là vụng về không giỏi nói chuyện thôi. Đang yên đang lành sao lại cãi nhau? Chỉ là một buổi họp phụ huynh thôi mà. Bây giờ em chỉ còn bố là người thân. Ông ấy không đi thì ai đi? Cô buông em ra. Mẹ em đã mất từ lâu rồi. Em cũng không có người bố như ông ta. Cho dù nhất định phải tham gia, em thà đi nhờ thầy Tiết. So với ông ta thì thầy Tiết còn giống bố em hơn. Em đi đâu vậy? Đợi đã. Mặc áo vào. Anh cũng thật là không biết để ý. Trong nhà không có phụ nữ thì sớm muộn gì cũng. Đi, em đi cùng anh. Thật là không biết điều. Đúng đó, cô Trương tốt như vậy. Ý của cô ấy đã rõ ràng như vậy mà anh ta lại không hiểu. Tìm ai? Tiết Ngọc Lâm có ở đây không? Tiết Đại Sư, anh tưởng Tiết Đại Sư là người mà ai muốn gặp cũng gặp được sao? Thầy ấy rất bận, không có thời gian lãng phí vào những người tầm thường như các anh. Đi đi! Câm miệng! Anh Khương, sao anh lại đến đây? Mời vào trong! Sao có thể như vậy được? Bố tôi và thầy chưa từng gặp mặt. Hai người họ sao lại quen nhau? Anh Khương, sao anh lại đến đây? Mời vào trong. Anh Khương đến rồi. Sáng nay tôi ra khỏi nhà thì nghe thấy tiếng chim hót. Hóa ra là có khách quý đến. Lần trước chia tay, tôi rất nhớ tài nghệ của anh Khương. Hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ anh giúp một việc. Anh cứ nói. Tôi muốn nhờ anh đưa con gái tôi đi họp phụ huynh. Họp phụ huynh.
Có gì khó đâu, chỉ cần đi một chuyến thôi mà. Anh Khương đã mở lời rồi. Chuyện nhỏ như vậy, kể cả để Hiệu Chuẩn đến tận nhà anh để giải quyết thì cũng không sao. Nhưng mà không đúng nha, tại sao Tiết Đại Sư lại khách sáo với Khương Nguyên Tu như vậy? Rõ ràng là hai người họ quen biết nhau. Hơn nữa giữa họ còn có một quá khứ không ai biết. Vừa nãy Tiết Đại Sư gọi bố tôi là gì? Anh Khương. Một kẻ vô dụng như ông ta thì làm sao xứng? Ông Phùng, ông có thể trích xuất ký ức trước đây của họ không? Tất nhiên là được. Được rồi, trích xuất ngay. Khương Nguyên Tu, tôi muốn xem trên người anh rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật. Tư duy cật xúc. Những thứ tôi nói, các em nghe tay này ra tại kia hết rồi à? Chỉ biết kỹ thuật thì có ích gì? Có chứng chỉ piano cấp 10 thì có ích gì? Tôi đã nói rồi, cấp 10 chưa là gì, cấp biểu diễn mới tạm chấp nhận được. Với tình trạng của các em, 10 năm nữa cũng không chạm tới ngưỡng cửa của cấp biểu diễn. Xin hỏi, ai là Tiết Đại Sư Tiết Ngọc Lâm? Tôi là Tiết Ngọc Lâm, có chuyện gì không? Là thế này, tôi muốn nhờ anh dạy đàn piano cho con gái tôi. Ở khu ngoại ô, khi nào thì tiện, anh qua đó một chuyến. Tôi qua đó một chuyến á? Này ông chú, nào ông có vấn đề à? Còn muốn Tiết Đại Sư đích thân đến dạy, ông coi Tiết Đại Sư là cái gì vậy? Khu ngoại ô bẩn thỉu, lộn xộn ấy. Nói trắng ra thì là khu ổ chuột, người ở đó còn muốn Tiết Đại Sư đích thân dạy. Ông có biết một buổi học của Tiết Đại Sư bao nhiêu tiền không? Tiền, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Một buổi học 10.000, đây là 100.000, cứ cầm trước chỗ này, còn lại tôi sẽ trả đúng hạn. Cần bao nhiêu, sẽ không thiếu một xu. Cuối cùng cũng biết tiền tiêu vào đâu rồi, Tống Tổng. Số tiền mà bố ông kiếm được nhờ chơi chứng khoán năm đó, hóa ra là dùng để trả học phí cho Tiết Đại Sư. Nói cách khác, trong số 110.000 này, ngoài 10.000 tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt, số còn lại đều tiêu cho Nam Y. Tiêu tiền cho tôi. Ông ta ư. Ông cầm tiền về đi. Ông nghĩ Tiết Đại Sư thiếu tiền sao? Thật buồn cười. Kể cả có tiền, cũng phải xếp hàng chờ chọn. Trong số những người ở đây, ai không phải là gia đình giàu có? Ai không phải là gia đình trí thức? Tiết Đại Sư nhận học trò, học phí chỉ là điều kiện cơ bản nhất. Quan trọng hơn là thiên phú. Không có thiên phú, cho nhiều tiền đến mấy Tiết Đại Sư cũng không nhận. Nếu không còn việc gì khác, xin mời về, con gái tôi tất nhiên là có thiên phú. Không chỉ đàn piano, con gái tôi còn có tiềm năng rất lớn trong nhiều lĩnh vực khác. Sau này anh gặp con bé sẽ biết, có thiên phú thì thế nào? Tôi nói cho anh biết, những năm gần đây, tôi đã gặp rất nhiều phụ huynh. Ai cũng nói con mình là mầm non tốt, nhưng cuối cùng thì sao? Cảm âm kém đến mức không thể tả, mà cứ giả sử như con gái anh thực sự có chút thiên phú. Muốn trở thành học trò của tôi, vẫn chưa đủ tư cách. Thà thiếu còn hơn thừa, trên đời này, chỉ có những thiên tài hàng đầu mới lọt vào mắt tôi. Tôi nói con bé có thiên phú, thì thiên phú của con bé chắc chắn đạt chuẩn. Sao anh lại chắc chắn như vậy? Vì con bé là con gái tôi, thừa hưởng dòng máu của tôi. Anh thấy mình rất hài hước à? Tôi không đùa với anh. Tôi nghe nói anh chơi piano cũng khá nên mới tìm đến. Ngông cuồng, ông nói chuyện với Tiết Đại Sư kiểu gì đấy? Ông có biết địa vị của thầy ấy trên thế giới không? Cút đi ngay đi ông chú. Nhân lúc Tiết Đại Sư chưa nổi giận thì mau chóng rời đi. Ông ta có bị điên không vậy? Trong mắt ông ta, tài năng của Tiết Đại Sư lại chỉ ở mức cũng khá. Nếu xét trên cả thế giới, Tiết Đại Sư vẫn có thể vào hàng ngũ đỉnh cao. Nếu nói đàn piano của anh ấy chỉ ở mức cũng khá, thế thì không ai dám nói mình biết chơi đàn piano nữa. Nghe vậy thì có vẻ anh rất hiểu nhỉ. Hồi trẻ, lúc rảnh rỗi tôi cũng chơi cho vui. Bây giờ đã lâu rồi tôi không chơi nữa. Về trình độ thì cũng tạm được. Nếu anh đã hiểu biết về piano như vậy, sao không tự mình dạy? Thế này nhé, anh chơi thử một đoạn đi. Anh không phải nói trình độ của tôi cũng khá thôi sao? Vậy thì tôi phải xem thử. Rốt cuộc là người như thế nào mà dám đánh giá tôi như vậy? Tôi cũng không làm khó anh. Chỉ cần trình độ của anh vượt qua những học viên có mặt ở đây, tôi sẽ phá lệ một lần. Đến tận nhà dạy con gái anh, thế nào? Anh chắc chứ? Anh ta dám chơi thật kìa. Đó là Tiết Ngọc Lâm của đội tuyển quốc gia đấy. Đừng nói gì cả.
Xe của ai thế? Vô ý thức thật, ổn chết đi được. Đi xem tình hình thế nào. Dạ, em xuống ngay đây. Anh đợi một lát nhé. Bây giờ vẫn còn quá ổn. Không cần đâu. Xin anh hãy nhận tôi làm học trò. Cái gì? Xin anh hãy nhận tôi làm học trò. Nhận học trò. Cái này thì, nhận học trò thì xin phép, tôi không có thời gian. Thật đáng tiếc. Nhưng anh cứ yên tâm, sau hôm nay, tôi nhất định sẽ đích thân tìm con gái anh. Truyền dạy cho cô bé tất cả những gì tôi học được trong đời. Chỉ sợ tôi dạy không tốt bằng anh. Không sao. Những gì anh có đủ để con bé học trong 10 năm rồi? Tôi vẫn chưa hỏi tên họ của anh. Khương Nguyên Tu. Chuyện này lại do ông ta làm. Thì ra đây là lý do năm đó Tiết Đại Sư tìm đến Tống Tổng. Tôi hiểu rồi. Tống Tổng, năm đó, Tiết Đại Sư đã nhiều lần nhắc đến một người đàn ông huyền thoại trước mặt cô. Chính là bố cô, Khương Nguyên Tu. Trên đời này làm gì có chuyện Thiên Lý Mã gặp được Bá Nhạc. Tất cả những điều như nước chảy thành sông, chỉ là có người giúp đỡ đằng sau mà thôi. Nam Y, bố cô có trình độ chơi đàn piano cao như vậy. Trước đây ông ấy có từng thể hiện không? Tôi không biết. Những chuyện trong quá khứ vẫn luôn là một bí ẩn. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy chưa từng nhắc đến với tôi. Không nhắc lần nào. Bây giờ tôi lại càng tò mò về ông ấy. Một kẻ từng phạm tội giết người. Lại sở hữu kỹ thuật piano thanh nhã mà ngay cả thành viên đội tuyển quốc gia cũng phải tự thấy không bằng. Thật là trớ trêu. Trong đoạn ký ức vừa rồi, ông ấy nói mình không có thời gian. Câu nói đó có ý gì? Lẽ nào ông ấy thiếu thời gian sao? Lẽ nào ông ấy thiếu thời gian sao? Anh ta nghĩ nhiều rồi. Một người như bố tôi, một kẻ nghiện rượu say xỉn. Làm gì có thời gian chứ? Ông ấy nên sống trong sự hối hận cả ngày. Tống Tổng, hung khí đã tìm thấy. Cái gì? Ngay bên ngoài cây cầu trong đoạn ký ức. Hơn nữa, cái búa đó không hề rơi xuống sông. Chỉ rơi vào đám cỏ dại. Chỉ một lát là chó nghiệp vụ đã tìm được. Lời này là thật sao? Thật 100%. Thứ này rơi ở đâu thì có gì khác biệt sao? Tất nhiên là có khác biệt rồi. Trước đây tôi vẫn luôn lo lắng. Hung khí bị ngâm trong nước lâu ngày, các phân tử sẽ bị nước xóa sạch. Bây giờ nếu ở trên bờ, chúng ta rất có thể trích xuất được dấu vết DNA liên quan. Gửi ngay hung khí đến bộ phận của anh Tăng để đối chiếu DNA. Vâng. Nếu không nhờ những đoạn ký ức này, có lẽ cả đời này chúng ta cũng không tìm ra được hung khí. Mà bây giờ, một khi phát hiện ra DNA của Tống Thiền trên cái búa đó, vậy là đã có bằng chứng để đưa tên tội phạm Khương Nguyên Tu ra trước pháp luật. Mẹ, linh hồn mẹ trên trời có nghe thấy không? Bao nhiêu năm qua, không lúc nào con không căm hận ông ta. Không lúc nào không muốn đưa ông ta lên đoạn đầu đài. Tống Nam Y còn chờ đợi ngày này đã lâu. Di chúc bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Ngoài cổ phần trong tập đoàn, những cổ phần cá nhân của tôi, tất cả giao cho Nam Y và cô Trương. Bổ sung thêm một điều nữa, để lại 50 tỷ làm quỹ dự phòng. Nam Y từ nhỏ đã quá mạnh mẽ, tôi lo con bé đi quá nhanh. Sẽ vấp ngã. Để lại cho con bé thêm một con đường lui, tôi mới yên tâm. Mọi người đều nói Tần Kiêm gia em là truyền kỳ, nhưng họ nào biết được. Không có sự ủng hộ và chỉ bảo của anh ở phía sau. Làm sao có được em của ngày hôm nay? Nhưng mà anh Khương, anh cả đời vì con bé mà suy nghĩ, còn con bé. Có từng nghĩ đến anh không? Sao còn chưa đi làm? Em đi làm ngay đây. Cô Tống, tôi có một câu hỏi. Anh cứ nói, về bố cô, Khương Nguyên Tu, tôi tin rằng mọi người đều biết rõ tội ác của ông ta. Bây giờ chỉ còn thiếu một bằng chứng thép về thủ tục. Chúng ta tạm gác chuyện này sang một bên. Tôi muốn biết sau khi mẹ cô bị hại, Khương Nguyên Tu có thực sự hối cải không?
Hay là, ý của anh Tăng là, những năm sau này, bố cô có phạm tội lần thứ hai không? Tất nhiên là có, hơn nữa, mục tiêu không phải ai khác, chính là người đối xử với tôi dịu dàng và tốt bụng nhất, cô Trương. Tất nhiên là có, hơn nữa, mục tiêu không phải ai khác, chính là người đối xử với tôi dịu dàng và tốt bụng nhất, cô Trương. Cái gì? Không phải, sự việc căn bản không phải như vậy. Trời ơi, cô Trương không phải đã bị hại rồi chứ? Có hình ảnh liên quan không? Tất nhiên là có. Truy xuất ngay. Hôm nay là sinh nhật Nam Y, em mua rất nhiều đồ ăn, toàn là món mà hai bố con anh thích ăn. Chờ lát nữa, khi con bé tan học, chúng ta sẽ cùng nhau làm một bữa thật ngon. Sao thế này? Sao tự nhiên lại tái phát rồi? Anh đợi chứ, em đi tìm thuốc cho anh. Không sao, không sao. Anh có lạnh không? Em thấy anh run kìa. Có cần em lấy chăn cho anh không? Cô Trương, hôm nay sao cô? Cô Trương, hôm nay sao cô? Thả cô ấy ra cho tôi. Cô Trương, cô mau về đi. Nam Y. Nhưng mà. Cô mau đi đi, nhưng mà, mau đi đi. Ông là đồ điên, đồ hỗn nạn. Ông đã hại chết mẹ tôi còn chưa đủ. Ông còn dám ra tay với cô Trương. Ông có còn là người không? Bố. Đồ súc sinh. Nếu cô Trương có mệnh hệ gì, cả đời này tôi sẽ không tha cho ông. Rõ ràng là Nam Y, bố cô quả nhiên là một kẻ phản xã hội. Sự tàn bạo của ông ta có lẽ còn vượt xa dự đoán của chúng ta. Cô Tống, về chuyện suýt bị sát hại này, bản thân cô Trương có biết không? Cô Tống, về chuyện suýt bị sát hại này, bản thân cô Trương có biết không? Không, không phải như vậy. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn hại tôi. Anh ấy không phải là kẻ phản xã hội. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Anh ấy thực sự không phải là người như vậy. Không được, tôi phải đi làm rõ mọi chuyện. Cô Trương đi đâu vậy? Tới trường quay, nói thẳng với Nam Y rằng sự việc căn bản không giống như con bé nghĩ. Cô Trương đương nhiên không biết. Bởi vì từ khi cô ấy quen biết bố tôi, cô ấy vẫn luôn cho rằng bản chất ông ta không xấu. Nhưng cô ấy làm sao biết được, một con quỷ dữ như vậy đã làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm trời không dung đất không tha. Vậy sau đó thì sao? Sau đó cô Trương thế nào? Từ đó về sau, không còn qua lại với cô Trương mấy nữa. Chỉ là ngôi nhà mới dù có to và mới đến đâu. Đối với tôi, đó cũng không phải là nhà. Vậy tiền mua nhà của cô, tất nhiên là do tôi tự kiếm được trên con đường âm nhạc của mình. Nếu không thì sao, nhờ vào ông bố nghiện rượu của tôi ư? Không thể nào, đứa trẻ này thật đáng khen. Tất nhiên rồi. Nữ thần Nam Y của chúng ta mới 15 tuổi đã có thể dựa vào tài năng của mình để tự lập rồi. Ngược lại với một số bậc phụ huynh, không tìm được một công việc đàng hoàng, chỉ có thể dựa vào việc hút máu con gái mình để kiếm sống. Ông ta còn muốn hại cô Trương, thật đáng khinh. Đứng lại, ai đấy? Tôi nghĩ chúng ta có thể kết luận rồi. Nam Y, bố cô, Khương Nguyên Tu, không có trách nhiệm, không có đạo đức, thậm chí không có nhân tính, trong xương tủy của ông ta chỉ có sự độc ác thuần túy. May mà, Tống Tổng đã đứng ra vào thời điểm quan trọng. Nếu không phải cô ấy kịp thời ngăn cản, tôi không dám tưởng tượng sẽ có bi kịch gì xảy ra. Buông tôi ra, mọi người để tôi vào. Chuyện gì thế? Tránh ra. Chẳng lẽ em không nhận ra cô sao, Tống Nam Y? Cô Trương. Các anh mau lùi xuống, không được vô lễ với cô Trương. Cô Trương, không ngờ sau nhiều năm, chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây. Sao cô lại đến đây? Nam Y, em hồ đồ rồi. Em biết rồi, cô Trương, chắc là cô đã xem phát sóng trực tiếp rồi phải không? Đi, em đưa cô lên sân khấu để nói. Các vị, chắc hẳn mọi người đều đã biết đây là ai rồi chứ? Đây chính là cô Trương chân thành và tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Cô Trương, chắc mục đích cô đến đây là để vạch trần bộ mặt xấu xa của bố em phải không? Yên tâm, cô cứ nói đi, Nam Y và những khán giả có mặt ở đây sẽ ủng hộ cô. Đúng vậy,
bất kể tên khốn Khương Nguyên Tu đó đã làm gì cô. Chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Đúng vậy, cô Trương, cứ mạnh dạn nói ra đi, tên họ Khương đó đã ra tay với cô như thế nào? Không, mọi người đều hiểu lầm rồi. Nguyên Tu chưa bao giờ có ý định hại tôi. Nguyên Tu chưa bao giờ có ý định hại tôi. Cô Trương, cô nói gì vậy? Cô nói là bố em, Khương Nguyên Tu, không hề có ý định hại cô. Chưa bao giờ. Là mọi người hiểu lầm anh ấy rồi. Không có chuyện đó, sao có thể như vậy được? Cô Trương, em nghĩ có thể cô vẫn chưa biết. Hồi đó, khi em tan học, có một lần em vừa về đến nhà thì thấy ông ta định ra tay với cô. Tên khốn đó, ông ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn hung khí mới. Em đã tận mắt chứng kiến, làm sao có thể giả được? Nam Y, rốt cuộc em đang nói gì vậy? Đó chỉ là một công cụ bình thường thôi. Sao có thể là hung khí muốn giết cô được? Cô Trương, cho dù cô không muốn tin thì đó cũng là sự thật. Bởi vì mẹ em năm đó đã bị ông ta dùng cùng một thủ đoạn để hại chết. Vì vậy, em mới muốn cô mau chóng rời đi. Chỉ có em biết bố mình là một người tàn nhẫn đến mức nào. Tôi không biết mọi người có để ý một điểm không? Trong đoạn hồi tưởng vừa rồi, ông ta liên tục gõ thứ gì đó, liên tục gõ. Rõ ràng đây là bằng chứng mô phỏng phạm tội. Tên quỷ dữ biến thái, tâm lý méo mó này, gõ thứ gì đó. Đúng vậy, cô Trương, lúc đó cô cũng có mặt ở đó. Cô không để ý sao? Khuôn mặt đáng sợ của ông ta. Nếu không phải em ngăn lại thì hậu quả đã không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Nam Y, em có biết anh ấy đang gõ cái gì không? Lúc đó, anh ta đang tự tay làm quà sinh nhật cho em đó. Quà sinh nhật gì cơ? Nguyên Tu, Nam Y đâu rồi? Ồ, đẹp quá, cô Trương. Ông buông cô ấy ra cho tôi. Tại sao mọi người lại nói anh ấy, mắng anh ấy như vậy? Anh ấy đã chuẩn bị quà vào ngày sinh nhật của em. Chỉ là anh ấy là người ít nói, không biết phải nói với em như thế nào. Nhưng thực ra anh ấy vẫn luôn quan tâm đến em có biết không? Ông ta quan tâm đến em. Mặc dù đã bị hỏng, nhưng những năm qua cô vẫn luôn tìm người sửa nó. Nam Y, nó là thứ thuộc về em. Là món quà của em năm 17 tuổi. Bố em biết em rất nhớ mẹ. Đặc biệt chuẩn bị món quà này cho em. Chỉ là... Ôi! Xin chào, đây là văn phòng luật sư. Bây giờ cô có một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Cô có thể đến bệnh viện trung tâm không? Thỏa thuận chuyển nhượng. Tôi... Tống tổng, kết quả giám định hung khí đã có rồi. Kết quả giám định hung khí đã có rồi. Nói đi, trên đó có dấu vết ADN của mẹ tôi không? Theo giám định liên quan, hiện tại chúng tôi có thể khẳng định là trên hung khí không phát hiện thấy dấu vết ADN liên quan đến mẹ cô. Cái gì? Không có. Chẳng lẽ hung khí đã bị người ta xử lý rồi? Thật không cam tâm, nhìn thấy đã sắp bước đến bước cuối cùng rồi. Kết quả vẫn là sai sót. Khương Nguyên Tu này thông minh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao? Không đúng. Tôi hiểu ra rồi. Hung khí thực sự không phải là thứ bị bỏ lại dưới gầm cầu này, mà là thứ vừa xuất hiện thoáng qua trong đoạn ký ức. Hung khí thực sự anh ta căn bản không tiêu hủy, mà vẫn luôn mang theo bên mình. Cái búa đó còn tìm được không? Có thể, được, lập tức thu thập chứng cứ. Nhanh nhất có thể tiến hành đối chiếu ADN. Cô là Nguyên Tu. Nguyên Tu đi đâu rồi? Anh Tăng, theo kinh nghiệm của anh, cái búa này có bao nhiêu phần trăm khả năng là hung khí? Trước khi có kết quả đối chiếu thì không thể nói trước được. Thực ra tôi cũng chỉ dựa vào trực giác nhiều năm của mình thôi.
Trực giác mách bảo tôi cái bố đó tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhất định ẩn chứa bí mật không thể cho người khác biết. Phải nói là gừng càng già càng cay. Đúng vậy, anh Tăng quả là mắt tinh như đuốc, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt như thế này cũng có thể phát hiện ra. Quá lợi hại, tuyệt đối không sai, cái đó chính là hung khí. Một khi kết quả giám định có, nhất định sẽ khiến ông ta không còn đường thoát. Dùng hung khí giết chết mẹ tôi để làm quà sinh nhật cho tôi. Khương Nguyên Tu, đồ khốn nạn. Tôi nhất định phải đích thân đưa ông ta ra tòa. Tôi thề. Tống Tổng, có phát hiện quan trọng. Kết quả giám định mới đã có rồi. Nói đi, chúng tôi phát hiện trên cái búa ở khu ngoại ô đó. Phát hiện ra vết máu của mẹ cô, đã đối chiếu rồi. Quả nhiên là ông ta. Bằng chứng xác thực, mẹ của Tống Tổng chính là do ông ta giết. Tên sát nhân này, bắt ông ta lại. Bắt lại. Không thể chậm trễ, lập tức triển khai hành động bắt giữ. Tôi muốn đích thân thẩm vấn ông ta. Cả tôi nữa, lần này tôi sẽ đích thân tham gia bắt giữ bố tôi. Khương Nguyên Tu. Người đâu? Tên khốn này, Khương Nguyên Tu nhất định là làm chuyện xấu nên nhân cơ hội bỏ trốn. Camera giám sát thì sao? Báo cáo tổ trưởng, nghi phạm hình sự Khương Nguyên Tu một mình rời khỏi bệnh viện cách đây không lâu. Vào điểm mù của camera, còn về sau ông ta đi đâu? Vấn đề hành tung này còn cần thêm thời gian. Một tên tội phạm mắc chứng mất trí nhớ tuổi già ngồi xe lăn. Hắn có thể chạy đi đâu được? Tìm, đào ba thước đất cũng phải tìm ra cho tôi. Rõ. Nguyên Tu. Anh Khương. Nguyên Tu, em đến thăm anh. Nguyên Tu. Tôi nghe nói anh ấy bệnh nặng lắm. Đêm hôm khuya khoắt thế này anh ấy có thể đi đâu được chứ? Tống Tổng, tình hình khẩn cấp, có tình hình khẩn cấp. Nói đi, ngay lúc nãy, người trích xuất ký ức là Khương Nguyên Tu, sức đề kháng của vỏ não giảm mạnh. Nguyên nhân cụ thể không rõ, có nghĩa là chúng ta có thể trích xuất đoạn ký ức ẩn sâu nhất đó. Cái gì, anh chắc chứ, chắc chắn à? Lên xe, Tống Tổng, cô định quay lại trường quay sao? Không, lần này tôi sẽ đến nơi gần nhất với địa điểm xảy ra vụ án năm đó. Tiến hành trích xuất ký ức trực tiếp, đi đến khu ngoại ô, 18 năm rồi, đã đến lúc giải quyết tất cả rồi. Không được, tôi nhất định phải ngăn con bé lại. Dừng xe lại. Đuổi theo, bằng mọi giá. Nằm, thế nào rồi? Đã bắt được chưa? Ông ta đã chạy rồi. Chạy mất rồi sao? Tôi còn tưởng Nam Y đã bắt được rồi. Đưa người họ Khương kia đến nhận dạng hiện trường vụ án. Như vậy thì càng chứng minh chắc chắn ông ta phạm tội. Nếu ông ta không có tật giật mình, thì tại sao lại chọn thời điểm này để trốn tránh sự truy bắt? Tên Khương Nguyên Tu này thật là quá xảo quyệt. Cho dù ông ta có trốn tránh tội lỗi thì cũng chỉ là nhất thời. Tôi đã chờ 18 năm rồi. Giờ chờ thêm chút nữa cũng chẳng sao. Bắt được ông ta chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thưa các vị, nhờ các nhân viên kỹ thuật của chúng tôi không ngừng nỗ lực. Những hình ảnh trong quá khứ đã tìm ra được lỗ hổng. Có nghĩa là hình ảnh cuối cùng về vụ mẹ tôi bị sát hại đã được giải mã. Đồng nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể tận mắt chứng kiến. Sự thật đã bị che giấu suốt 18 năm. Nếu hình ảnh được xác định, đến lúc đó, cho dù Khương Nguyên Tu có trăm miệng chối cãi cũng vô ích. Đúng vậy, bây giờ có thêm bằng chứng kép. Lần này ông ta không trốn thoát được nữa. Bây giờ tôi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Hơn nữa, tôi sẽ không bỏ sót bất kỳ hình ảnh trích xuất nào trong quá khứ. Tôi sẽ thay mẹ tôi đi xét xử người đàn ông mà tôi đã hận suốt 18 năm này. Khương Nguyên Tu. Tiếp theo, đoạn này là hình ảnh cuối cùng. Toàn bộ quá trình có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Nó có thể rất đen tối, rất tàn nhẫn. Nhưng đây là thành quả cuối cùng mà tôi đã nỗ lực trong 18 năm. Các vị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng tôi đã sẵn sàng. Đúng vậy, chúng tôi đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Hãy dũng cảm đối mặt đi. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi đều ủng hộ cô. Bắt đầu đi Nam Y. Tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng. Sẵn sàng đón nhận hồi kết cuối cùng của đêm nay. Được, nếu vậy thì... Tôi không đồng ý. Đủ rồi Tống Nam Y. Dừng lại đi, thực sự là đủ rồi. Cô không phải muốn báo thù cho mẹ cô sao? Được thôi, hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết. 18 năm trước, người giết mẹ cô chính là tôi. Ngay tại đây, tôi nhận tội. Bây giờ cô hài lòng chưa? Là cô ta làm, tôi đã nói rồi mà. Người phụ nữ này nhìn không giống thứ gì tốt lành. Tôi không biết bố tôi đã hứa với chị những lợi ích gì mà khiến chị có thể bất chấp mọi giá để bao che cho ông ta. 18 năm qua, mỗi khi tôi tiến gần đến sự thật, luôn có một bàn tay đẩy tôi ra. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.
18 năm trước, đôi mắt của mẹ tôi khi bị sát hại đã in sâu vào trong tâm trí tôi. 18 năm. 18 năm đằng đẵng. Chị muốn ngăn cản tôi. Đừng hòng. Người đâu, khống chế chị ta lại cho tôi. Tống Nam Y, cô không thể làm như vậy. Tôi cầu xin cô, hãy dừng lại đi. Bắt đầu phát hình ảnh trích xuất ký ức cuối cùng. Không. Anh Giai, anh cho em thêm một cơ hội cuối cùng. Anh ta chắc chắn sẽ kiếm đủ tiền. Anh tin em đi, thật đấy. Tống Thiền, tránh ra. Mày muốn chết à? Anh Giai, chúng ta có chuyện gì thì từ từ bàn bạc, đừng động tay động chân. Anh hãy đặt búa xuống trước đi. Anh Giai đừng kích động. Kích động. Chúng mày đã dựng bẫy lừa gạt cô ta. Cướp đi toàn bộ tài sản mà tao đã gây dựng trong 3 năm. Bây giờ còn đến tận cửa đòi nợ. Thậm chí còn nhắm vào con gái tao. Bây giờ lại bảo tao tha cho chúng mày. Đừng lại gần. Tin hay không tùy anh, nếu anh tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ giết cô ta ngay lập tức. Đừng. Bỏ vũ khí xuống. Bỏ xuống. Thả cô ta ra. Chuyện này không liên quan đến cô ta. Không liên quan, tôi nói này, anh có vấn đề về não à? Là cô ta nợ tiền anh Long của chúng tôi. Anh còn giúp cô ta như vậy. Cô ta đã hại anh thảm hại như vậy, anh còn nghĩ cho cô ta như vậy sao? Nếu hôm nay mấy người không trả tiền, đừng hòng rời khỏi đây. Đại ca, thằng này thì sao? Thằng này thì sao? Không cần quan tâm đến nó. Một lát lên lầu, mang hết đồ có giá trị trong nhà nó về đây cho tao. Còn cô ta thì... Anh Giai, anh tha cho em. Em nhất định sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Thật đấy, anh tin em đi. Con gái em rất có giá. Đúng, có giá. Bán nó đi là em có tiền rồi. Anh Giai, hay là thế này đi. Em sẽ đưa con bé đến cho anh. Em là mẹ nó chắc chắn sẽ tin em vô điều kiện. Anh Giai. Chuyện nhỏ như vậy còn cần tới mày chắc. Bắt đứa con gái của cô ta về đây cho tao. Còn cô ta thì, vóc dáng cũng khá ổn đấy. Đợi anh em tao chơi chán rồi, sẽ đưa cô đến hộp đêm của anh Long làm tiếp viên. Mẹ. Anh Giai. Em nghe lời các anh, em nghe lời các anh hết. Em chỉ muốn biết. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì bao lâu có thể trả hết nợ? Trả nợ. Ha 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 ha. Cô thực sự nghĩ rằng cô bán mình vài năm là có thể dễ dàng thoát được à? Tôi nói cho cô biết, đến hộp đêm của anh Long, cả đời này cô đừng hòng thoát ra. Không tìm được, con bé không có ở nhà. Mày dám lừa tao à? Anh Giai, nó chỉ là một đứa trẻ, nó có thể chạy đi đâu được? Nó không chạy xa được đâu, nó ở gần đây thôi. Anh tin em, hay là anh cho em một cơ hội đi? Em đi tìm, em nhất định sẽ đích thân đưa nó đến trước mặt anh. Anh Giai, được không anh Giai? Đừng có mà giở trò với tao, hôm nay hoặc là đưa tiền, hoặc là đưa người. Khương Nguyên Tu, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Anh có biết không, nếu không có tiền, cả đời này của tôi coi như xong. Anh nói đi, anh giấu con bé ở đâu, anh giấu đi đâu rồi? Bán nó đi thì tôi sẽ có tiền, tôi sẽ có cơ hội gỡ gạc. Nói đi chứ. Tống Thiền. Nam Y. Quả táo của Nam Y. Bố, rượu của bố đây. Mẹ ơi. Nằm im. Tôi đã nói rồi,
cô sẽ hối hận. Vì vậy, 18 năm qua, tôi đã hiểu lầm ông ấy. Kẻ giết người đáng ghét và đáng chết trong mắt tôi lại chính là tôi. Cái này sao có thể? Sao lại như vậy chứ? Hóa ra đây mới là sự thật. Hóa ra mọi thứ ông ta làm đều là vì con gái của mình. Tống Nam Y, thật không thể tin nổi. Hóa ra bấy lâu nay, chúng ta đều oan uổng ông ta rồi. Trời ơi! Thảo nào ông ấy phải cố gắng che giấu quá khứ. Thảo nào bao nhiêu năm nay, Nam Y chất vấn, thậm chí căm ghét, ông ấy đều chỉ chọn cách im lặng. Ai nói ông ấy là kẻ giết người? Một người đàn ông vĩ đại như vậy, sao có thể là kẻ giết người được? 18 năm trôi qua như một giấc mộng, luôn có người ở nơi chúng ta không nhìn thấy, mang tội lỗi mà tiến về phía trước. Tại sao không nói sớm hơn? Tại sao phải nói chứ? Bây giờ cô đã biết rồi, chuyện này, đối với cô rốt cuộc khó chấp nhận đến mức nào? Cô biết đấy, anh Khương đã biết hết từ lâu rồi. Vì vậy, ấy thả mang tiếng xấu cả đời, cũng phải cố gắng che giấu. Tống Nam Y, đây có phải là sự thật mà cô muốn không? Không phải, cô đã hài lòng chưa? Không phải như vậy. Sao lại như vậy chứ? Xin lỗi, tôi không biết. Tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Tôi có loại thuốc mới nghiên cứu ra. Loại thuốc này có thể cứu ông ấy, có lẽ vẫn còn cơ hội. Tống Tổng, chúng tôi lại có phát hiện mới, là về ký ức của bố cô, Khương Nguyên Tu. Chúng tôi đã trích xuất một số đoạn ký ức khá rời rạc, thuộc về bố cô, Khương Nguyên Tu, ở sâu trong lớp vỏ não, là quá khứ không muốn nhớ lại nhất. Cái gì, ý anh là gì? Cụ thể thì vẫn phải chờ cô tự xem. Bác sĩ, tôi còn sống được bao lâu nữa? Khối u ác tính trong hộp sọ của anh đang không ngừng phát triển. Đã là giai đoạn cuối của ung thư não rồi. Tối đa thì cũng chỉ sống được 3 năm. Bác sĩ Vương, tôi muốn hỏi một chút. Loại thuốc giảm đau đó. ¥800 một lần đúng không? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng sống lâu hơn. Tôi phải sống đến khi Nam Y lớn lên. Tôi phải sống đến khi Nam lập gia đình. Tôi nhất định có thể làm được. Tình trạng sức khỏe hiện tại của anh rất không khả quan. Lúc nãy không nên ký, lúc này đồng ý đọc ký ức thì khác gì tự sát. Con gái ruột của anh đang đẩy anh vào chỗ chết. Anh có biết không? Tôi không nghe thấy gì nữa rồi. Tôi biết cô đang tò mò điều gì. Mặc dù tôi không rõ nội dung cụ thể trong thỏa thuận là gì. Anh Khương, nhưng chỉ cần là thứ Nam Y đưa cho tôi đều ký. Bởi vì con bé là niềm tự hào của tôi. Tại sao lại là ung thư não, tại sao? Hóa ra ông ấy uống rượu chỉ để làm tê liệt cơ thể mình, giảm bớt đau đớn, để tiết kiệm tiền cho con gái mình. Tình phụ tử này quá nặng. Thực ra ông ấy là người bố tốt nhất trên thế giới. Xin lỗi Khương Nguyên Tu. Bố ơi, con sai rồi. Nam Y thực sự biết lỗi rồi, bố ở đâu vậy bố? Nam Y thực sự biết lỗi rồi, bố ở đâu vậy bố? Bố tôi đang ở đâu? Chị nói cho tôi biết đi, tôi cầu xin chị. Nếu trên thế giới này, tất cả mọi người đều không tìm thấy ông ấy, có lẽ chỉ có cô mới tìm được. Bố ơi, con sai rồi. Bố ơi, bố ở đâu? Bố. Bố ơi. Những năm qua, bố đã sống như thế nào? Con đã hỏi bác sĩ.
Họ nói bố chỉ sống được tối đa 3 năm. Sống được 18 năm đã là một điều kỳ diệu rồi. Con biết bố không nghe thấy gì nữa rồi, nhưng hình như con chưa bao giờ gọi bố một tiếng bố. Bố mắc chứng mất trí nhớ tuổi già đã nhiều năm rồi. Bệnh cũ rồi. Con cũng biết mà, hôm nay bố đến đây chỉ để đi dạo thôi. Con gặp phải khó khăn gì sao? Không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Về nhà đi. Bố hơi buồn ngủ rồi. Muốn ngủ một giấc. Từ nhỏ đến lớn, không phải con cứ nhìn thấy bố là phiền sao? Đi đi. Lo cho sự nghiệp của con đi. Bố già rồi. Không uống chút rượu là lại buồn ngủ. Nhưng thực ra, rượu đắng lắm. Bầu trời đen tối u ám. Những vì sao sáng lấp lánh theo sau. Ông đền mạng cho mẹ tôi hận ông, tôi hận ông. Bạn đang nhớ ai vậy? Bố. Bố mang đi đi, con không cần cái này. Con muốn đôi giày mới, không muốn cái thứ đồ chơi này. Bố có biết bạn học của con nói gì với con không? Họ nói bố là đồ nhà quê, bố chẳng hiểu con thực sự muốn gì. Hiểu cho bố em một chút đi, người lớn tuổi cũng có nỗi khổ riêng. Chị là Tống, Tấm Nam Y. Trời ơi, em không nằm mơ chứ, em thực sự gặp được nữ thần quốc dân Tống Nam Y. Tống Thiên Hậu, nhanh về nhà với bố đi. Tống Thiên Hậu, chị có thể tặng tôi một câu chúc phúc không? Hoặc một câu nói tùy ý cũng được, em sẽ ghi âm lại, cho mấy đứa bạn phải ghen tị chết. Tình yêu của bố là âm thầm. Bố, chị ấy là Tống Nam Y, lên TV suốt ấy. Báo cáo giám định pháp y đã có rồi, cái chết của Tống Thiền thực sự không phải do vật cùn gây ra. Tôi biết, là do quả táo thủy tinh tôi làm rơi. Cũng không liên quan đến quả táo đó. Nói chính xác thì nguyên nhân tử vong thực sự không phải do vết thương ở sau gáy. Cô có biết không, mẹ cô mắc bệnh tim bẩm sinh. Cô có để ý không, từ khi cô còn nhỏ, trong suốt quá trình trưởng thành của cô, chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì về vật chất và tình thương. Khương Nguyên Tu. Sau này con sẽ thừa kế gia nghiệp, theo gia đình kinh doanh ở nước ngoài. Học hành cho tốt, tránh xa những thứ rác rưởi này. Sau này đừng đụng vào nữa.